Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Sinh và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tự thiết kế website với WordPress. Nếu các bạn đã tìm kiếm rất là nhiều video trên YouTube ở ngoài kia mà các bạn vẫn chưa thể tạo được một trang website đẹp như ý của mình thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nhất có thể để các bạn tạo thành một trang website vô cùng đẹp, chuyên nghiệp và chuẩn SEO. Xem xong video này, bạn sẽ làm được website đẹp như những website hàng đầu trên toàn thế giới. Ví dụ như là của Adidas, các bạn thấy là đây là trang website của Adidas. Thì xem xong video này, các bạn hoàn toàn có thể tạo được một trang website đẹp như này. Hay là một trang website của Apple, các bạn hoàn toàn có thể tạo được một trang website đẹp như là của Apple. Hay là một số cái blogger nổi tiếng ở Việt Nam giống như là Giang ơi, các bạn hoàn toàn có thể tạo được một trang blog đẹp như của Giang ơi, đúng không ạ? Hay là một số cái blogger khác ở Việt Nam như là Giúp Bạn Làm Đẹp chẳng hạn, các bạn hoàn toàn có thể tạo được một trang website đẹp như này nha. Hay là một số diễn giả lớn ở Việt Nam, người ta thiết kế website về thương hiệu cá nhân như này, thì các bạn hoàn toàn có thể tạo được một trang website về thương hiệu cá nhân như này, rất là đẹp và chuyên nghiệp, đúng không ạ? Đó, sau khi xem hết video này, các bạn hoàn toàn có thể tạo bất kỳ trang website nào đẹp như ý của mình, đúng không ạ? Nhưng đầu tiên, để đi sâu hơn với video này thì ta hãy bàn đến xem tại sao lại dùng WordPress để thiết kế website, đúng không ạ? Ở ngoài kia có rất là nhiều cái platform, ví dụ như là Google Site này, Blogger hay là Wix. Nhưng mà tại sao mình lại hướng dẫn các bạn tạo một trang website với WordPress, đúng không ạ? Đầu tiên các bạn cần phải hiểu này, mình vào thẳng cái trang website của Wikipedia này. Các bạn thấy đây thì WordPress được sử dụng bởi hơn 40,5% trong số 10 triệu trang web hàng đầu tính đến tháng 3 năm 2021. WordPress là một trong những giải pháp hệ thống quản lý nội dung phổ biến nhất đang được sử dụng hiện nay, đúng không ạ? Đó thì WordPress nó trở thành một trong những nền tảng mà đã được rất là nhiều người dùng để tạo thành trang website, đúng không ạ? Nó chiếm hơn 40,5% trong tổng số tất cả website trên toàn thế giới này. Thì đó chính là lý do mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang website bằng WordPress. Và cũng đã có rất là nhiều cái công ty nổi tiếng ngoài kia dùng WordPress như là Microsoft này. Microsoft đây cũng dùng WordPress để tạo thành một trang website. Nhưng mà các bạn có thể các bạn hỏi là tại sao mình biết Microsoft lại dùng WordPress, đúng không ạ? Thì để xem được cái công ty này dùng WordPress hay không thì các bạn nhấn vào chuột phải, các bạn nhấn vào kiểm tra này. Sau đó các bạn di chuột dưới này. Các bạn thấy có cái chữ gọi là WP này, đó, WP này, thì đó chính là người ta đang dùng nền tảng của WordPress để tạo thành trang website đó. Ngoài ra, công ty của TechBlog này, người ta cũng dùng WordPress để tạo thành trang website này. Ngoài ra có của BBC America, người ta cũng dùng WordPress để tạo thành trang website này, đúng không ạ? Người ta cũng Microsoft Expedia, người ta cũng dùng WordPress để tạo thành trang website. Hay là Facebook, đúng không ạ? Facebook người ta cũng tạo website bằng WordPress. Đó chính là lý do mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo website bằng WordPress. Ngoài cái việc mà thiết kế website với WordPress rất là dễ dàng thì WordPress cũng rất là dễ để SEO. Nếu các bạn chưa hiểu SEO là gì thì các bạn hiểu đơn giản là SEO là làm thế nào để trang website của bạn được nhiều người tìm kiếm ở trên Google nhất có thể. Thì WordPress là một cái nền tảng mà được rất là nhiều người lựa chọn để tạo website bởi vì nó rất là dễ. SEO nó sẽ giúp trang website của bạn đứng thứ hạng trên Google rất là nhanh nha. Đó chính là lý do mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo website bằng WordPress. Trong video này mình sẽ giúp bạn thứ nhất là tự thiết kế được một trang website mà bạn không cần phải biết lập trình. Nếu bạn biết là nếu mà các bạn không dùng một WordPress hay là một số nền tảng khác để tạo thành một trang website thì các bạn cần phải biết lập trình, đúng không ạ? Để học lập trình thì ít nhất là các bạn cần phải học 6 tháng cho đến 2 đến 3 năm, đúng không, để tạo thành một trang website, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ các bạn có WordPress rồi, các bạn tạo một trang website rất đơn giản thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo một trang website mà không cần phải biết lập trình nha. Thứ hai là mình sẽ giúp các bạn tiết kiệm được chi phí. Các bạn sẽ không cần phải bỏ bất kỳ cái chi phí nào để thuê người ta thiết kế một trang website hay là học một khóa học nào đó để thiết kế một trang website. Trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất có thể để các bạn tạo thành một trang website mà các bạn không cần phải bỏ một chút phí nào. Thứ ba là mình sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian. Bạn sẽ không thể bỏ ra hàng giờ hay là hàng ngày để học một khóa học nào đó để thiết kế website. Mà trong video này mình sẽ cắt ngắn nhất, chi tiết nhất có thể để các bạn hiểu chính xác và các bạn làm một trang website cực nhanh nha. Thứ tư là các bạn có thể kiếm tiền được từ việc thiết kế website cho khách hàng. Sau khi xem hết video này, các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được WordPress mà các bạn có thể là thiết kế bất kỳ trang website nào mà các bạn có thể tìm kiếm khách hàng để thiết kế website cho họ. Các bạn có thể lấy người ta 5 triệu đến 10 triệu để tạo thành một trang website. Vậy video này dành cho ai?
Thứ nhất, video này cho các bạn muốn khởi nghiệp hoặc là đang khởi nghiệp ở trên Internet như là các bạn MMO, Vlogger hay là Blogger. Thứ hai là video là dành cho chủ doanh nghiệp hay là những chủ shop đang muốn tiết kiệm chi phí nhất. Các bạn không muốn thuê người ta làm một trang website hay là bỏ ra hàng ngày để học một trang website, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tiết kiệm nhất cho cái video này. Thứ ba là video này cho các bạn đam mê thiết kế website mà muốn kiếm tiền từ việc thiết kế website. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế website siêu dễ, chỉ cần kéo thả copy paste để tạo thành một cái trang website. Nếu bạn thấy thì đây là cái trang website mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo này. Đây, các bạn thấy không? Đây là trang website này, đây là một cái thiết kế của nó. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn kéo thả này. Ví dụ các bạn muốn thêm cái gì đó vào đây thì các bạn thêm ảnh chẳng hạn, các bạn chỉ cần kéo ra bên này, sau đó thả dưới này. Đó, dễ như vậy, các bạn chỉ cần nhấn vào đây, sau đó thêm một cái ảnh nào đó. Ví dụ các bạn thêm ảnh này chẳng hạn, sau đó các bạn nhấn vào chèn này. Các bạn thấy đã có một hình ảnh ở đây. Đó, nếu các bạn không thích cái này thì các bạn chỉ cần xóa đi. Đó, các bạn thấy rất đơn giản như vậy. Các bạn muốn có một cái chữ chẳng hạn thì các bạn click chỗ này, sau đó nhấn vào B chữ vào đây. Đó, sau đó các bạn có thể là viết cái gì đó. Ví dụ các bạn viết hello chẳng hạn. Đó, chữ hello đây. Các bạn muốn chỉnh sửa màu thì các bạn chỉ cần nhấn vào chỗ kiểu này, sau đó vào đây, sau đó chỉnh sửa màu đỏ à, màu đen này. Đó, các bạn thấy không? Rất dễ đúng không ạ? Các bạn muốn cho to thì các bạn nhấn vào đây. Đó, cho to như này. Đó, rất đơn giản như vậy. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nhất có thể để các bạn tạo thành một trang website rất đơn giản, copy paste như vậy. Các bạn thấy là đây, ví dụ các bạn thấy là đây có ba cái như này. Các bạn muốn tạo thành cái khác thì như nào, các bạn nhấn chuột phải này, các bạn nhấn vào sao chép này, sau đó vào đây, các bạn chỉ cần nhấn dấu cộng đây, chuột phải này, sau đó dán này. Các bạn thấy các bạn đã có một cái ở đây rồi. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rất đơn giản như này để tạo thành một trang website mà các bạn không cần phải biết một chút kỹ năng nào về lập trình đúng không ạ. Đó, các bạn hoàn toàn có thể là cho một cái video đằng sau trang website này. Đó, rất đơn giản như vậy. Hoặc là các bạn muốn chỉnh sửa chữ màu thì các bạn nhấn vào đây, sau đó các bạn nhấn vào kiểu này, sau đó ở đây này các bạn có thể cho gradient thì nó sẽ có hai cái màu như này đúng không ạ. Hoặc là các bạn cho video thì nó sẽ có video ở đây. Đó, các bạn thấy video đang chạy này đúng không ạ. Đó, rất đơn giản như vậy. Đó, đó, rất đơn giản như vậy. Các bạn có thể vào ở trong cái viền này này. Đó, các bạn có thể mình sẽ hướng dẫn các bạn, ví dụ các bạn cho là đây mình sẽ vào cái phần bộ khuôn này. Sau ví dụ mình cho là ngọn núi chẳng hạn thì các bạn thấy ở trên này có một cái ngọn núi đây này. Đó, các bạn thấy không ạ? Rất đơn giản như vậy, mình cho đường chẳng hạn. Đó, mình cho đường máy chẳng hạn thì các bạn thấy. Đó, trang website của bạn rất đẹp đúng không ạ? Đó, ví dụ các bạn cho là mũi tên chẳng hạn thì mũi tên như này. Các bạn muốn cho là đường cong chẳng hạn thì nó cong như này. Đúng không ạ? Các bạn muốn bên dưới này, cho bên dưới như này, ngọn núi thì có hai bên đều có ngọn núi đúng không? Sau các bạn có thể là chỉnh sửa màu trên này này. Sau mình cho gradient thì các bạn thấy có hai cái màu đúng không ạ? Đó. Đó, rất đơn giản như vậy, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang website nó siêu đơn giản như vậy nha. Đó, thì các bạn đừng có lo nếu mà các bạn chưa biết tạo một trang website, các bạn chưa có kinh nghiệm tạo một trang website thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết như có thể nha. Để tạo thành một trang website thì mình chia thành 4 bước như sau. Bước thứ nhất là các bạn cần phải mua một cái tên miền và hosting. Thì tên miền và hosting nó chỉ 65.000 trên một tháng, thì nó chỉ rơi đâu đó khoảng là $3 trên một tháng thôi. Thì mình đã liên hệ ở bên công ty đó thì các bạn sẽ được giảm giá 65-70% nha. Đó. Thì bước thứ hai là các bạn cần phải cài đặt WordPress. Thì WordPress đây là miễn phí 100% nha. Bước thứ ba là mình sẽ hướng dẫn các bạn đi thiết kế một trang website siêu đẹp và chuyên nghiệp mà các bạn chỉ cần kéo thả copy paste và có bàn phím có chữ là các bạn có thể tạo thành một trang website nó hoàn toàn miễn phí 100% nha. Bước thứ tư là mình sẽ giúp các bạn tối ưu trang website của bạn ở trên điện thoại, thì cái phần này hoàn toàn miễn phí nữa. Thì bước thứ nhất là cần phải mua tên miền và hosting này thì các bạn chỉ mất đúng cái phí là bước thứ nhất thôi. Thì nếu mà các bạn chưa hiểu tên miền và hosting là gì thì các bạn hiểu đơn giản như này. Tên miền nó chỉ là một cái tên địa chỉ website của bạn. Ví dụ như là các bạn vào trang website của Adidas thì tên miền của Adidas là như này đúng không ạ, adidas.com.vn đúng không ạ. Còn ví dụ các bạn vào website của Apple thì Apple có tên website tên miền là apple.com như này. Thì các bạn hiểu đơn giản tên miền nó chỉ là một cái địa chỉ website của bạn, thì các bạn tìm một cái tên miền nào đó để phù hợp cho cái website của bạn nha. Đó, tiếp theo là phần hosting. Hosting các bạn hiểu đơn giản là hosting là các bạn đi thuê một nơi không gian nhỏ để các bạn lưu trữ những cái hình ảnh, những cái video hay là những cái content của bạn ở trong cái phần đó. Thì các bạn khi mà các bạn thiết kế thì các bạn upload hình ảnh hay video ở trên phần đó thì nó sẽ lưu trữ lại vào trong cái phần hosting này nha. Hoặc là các bạn hiểu đơn giản hơn như này thì tên miền nó giống như cái địa chỉ nhà của bạn đó.
Còn cái hosting thì giống như là cái mảnh đất các bạn, thì cái mảnh đất nó sẽ chứa cái nhà đúng không ạ? Còn website nó sẽ là cái nhà. Đó, các bạn hiểu đơn giản như vậy. Website là cái nhà, còn domain hay gọi là tên miền nó là cái địa chỉ của cái nhà. Sau đó hosting là mảnh đất. Đó, các bạn hiểu đơn giản như vậy. Thì để mua được tên miền và hosting thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình, thứ nhất là một thẻ, một trong những cái thẻ này. Thứ nhất là các bạn có thể chuẩn bị cho mình là thẻ Visa hoặc là Mastercard nha. Một trong những cái thẻ này là ok nha. Để tạo được một cái thẻ như này thì các bạn cần chạy ra ngân hàng để làm nha. Đó, các bạn chỉ cần có một cái thẻ Visa hoặc là Mastercard là ok rồi. Hoặc là nếu mà bạn nào chơi Bitcoin thì có Bitcoin cũng được, bạn nào có PayPal thì càng tốt, đúng không ạ? Đó, thì sau khi mà nếu mà các bạn muốn làm cái thẻ này thì các bạn cần phải chạy ra ngân hàng gần nhất các bạn để làm. Các bạn có thể là chạy ra ngân hàng ACB này. Chạy ra ngân hàng ACB thì người ta làm rất là nhanh nha. Các bạn qua đó các bạn chỉ cần hỏi người ta là: anh ơi, em muốn làm cái thẻ thanh toán quốc tế, thẻ Visa hoặc là Mastercard. Người ta sẽ làm cho các bạn. Các bạn chỉ cần đợi đâu đó khoảng một tiếng là các bạn sẽ có một cái thẻ nha. Sau khi làm được thẻ rồi thì các bạn nhớ cần phải bảo với người ta là đăng ký tin nhắn nha. Khi đăng ký tin nhắn thì các bạn thanh toán bất kỳ cái gì đó thì nó sẽ báo về tin nhắn các bạn. Sau đó sau khi có thẻ rồi thì các bạn làm luôn cho mình là 1,5 triệu. Khi có các bạn có 1,5 triệu ở trong tài khoản rồi thì nó sẽ đủ các bạn mua tên miền và hosting nha. Đó, thì đó chính là bước thứ nhất. Sau khi mà các bạn đã có một cái thẻ hoặc là một cái thẻ PayPal hoặc là cái Bitcoin, là có thể đã có nạp tiền vào trong rồi thì các bạn sẵn sàng đặt bước 1 rồi. Thì sau khi có thẻ rồi thì các bạn vào mua tên miền và hosting nha. Để mua được tên miền và hosting từ nhà cung cấp chất lượng với tốc độ load website siêu nhanh thì các bạn click vào cái đường link có tên là sinh-giảm.com/hosting này. Thì các bạn click vào đường link này thì các bạn sẽ được giảm giá đâu đó khoảng 65-70% nha, tùy lúc nha. Tùy lúc thì người ta sẽ giảm giá khác nhau khi mà các bạn click vào cái đường link này. Hoặc là các bạn có thể lên Google, các bạn search cho mình là sinh-giảm.com/hosting này. Đó, các bạn search cho mình là như này, sau đó các bạn nhấn Enter này. Sau đó nó sẽ đưa các bạn đến trang website của NameHero. Đây là một cái đường link affiliate của mình. Nếu mà các bạn mua qua cái đường link này thì các bạn sẽ được sự hỗ trợ từ mình nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào nha. Và điều đặc biệt mà khi mà các bạn click cái đường link này thì các bạn sẽ được giảm giá 65-70% nha. Hero làm cái dịch vụ hosting từ nước ngoài. Mình đã dùng rất là nhiều hosting từ trong nước và nước ngoài rồi. Thì NameHero có cái tốc độ load trang website nó siêu nhanh. Bởi vì thứ nhất là NameHero có cái phần Live Speed, đúng không ạ? Live Speed sẽ giúp cho cái trang website của bạn tốc độ load nó cực nhanh, kể cả cái server của nó ở nước ngoài mà cái trang website của bạn ở Việt Nam chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho cái trang website của bạn load nó rất là nhanh nha. Cái thứ hai là NameHero có cái phần giá cả nó rất là phải chăng, đúng không ạ? NameHero có giá của nó là $2.86 trên một tháng thì nó chỉ rơi đâu đó tầm khoảng hơn 60.000 thôi, đúng không ạ? Thì so với một số cái hosting từ nước ngoài như A2 Hosting hoặc là SiteGround chẳng hạn thì dịch vụ của họ nó đắt hơn rất là nhiều. Đó. Còn NameHero thì nó có giá cả phải chăng mà người ta cũng có cái phần mà Live Speed, kể cả các bạn chọn cái phần giá nó thấp nhất thì nó cũng có cái phần hỗ trợ Live Speed nha. Đó, cái thứ ba là NameHero có cái phần mà Live Chat Support đây. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình làm website, mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào khó khăn trong làm website thì các bạn có thể là chat với đội nhóm support thì người ta rất là sẵn sàng trả lời các bạn trong 24 giờ, đúng không ạ? Đó, khi mà các bạn đến đây, các bạn lui xuống này, các bạn lui xuống dưới này thì đây các bạn thấy đây có bốn cái gói giá khác nhau, đúng không ạ? Vậy sự khác nhau của nó là đây này. Các bạn thấy thì cái gói Standard Cloud này là đây các bạn có một trang website, đúng không ạ? Nếu mà các bạn dùng các bạn chỉ muốn tạo một trang website cho cái doanh nghiệp của mình thôi chẳng hạn, mà các bạn không muốn nhiều website sau này chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn cái gói này nha. Đây các bạn sẽ có 1 GB
Telegram này. Sau đó các bạn có cái phần Free SSL này. Free SSL này là cái phần mà bảo mật cái trang website của bạn, như là cái này. Các bạn thấy đây thì có một cái khóa đây đúng không ạ? Thì là cái phần miễn phí bảo mật này. Đó, thì cái này rất là tốt bởi vì nó sẽ chống được những cái người hacker mà hack trang website của bạn. Đó, cái phần thứ ba là đây, cái phần Lightspeed này. Nó rất là tốt nha, cái phần này giúp cho cái trang website của mình rất load rất nhanh nha. Đó. Đó thì nếu mà bạn nào dùng chỉ dành riêng cho một trang website thôi thì các bạn có thể chọn cái gói này. Còn nếu bạn nào mà muốn làm nhiều cái website sau này, ví dụ các bạn sau này các bạn muốn tạo thêm 4-5 cái trang website cho gia đình hoặc là cho người thân hoặc gì đấy, thì các bạn có thể chọn cái gói này đúng không ạ? Gói này là sẽ có 7 trang website. Đó, các bạn sẽ chứa được 7 trang website đúng không ạ? Đó. Thì đến đây thì các bạn thấy là có rất là nhiều cái mã giảm giá đây đúng không ạ? Bởi vì các bạn dùng cái link của mình thì các bạn sẽ được giảm giá 68% đúng không ạ? Đó chính là lý do mà bạn nên click vào cái link ở dưới cái phần mô tả video này. Các bạn sẽ được giảm giá 68% cho cái gói này và 55% cho cái gói Cloud Plus này đúng không ạ? Đó, nếu bạn nào dùng cho nhiều trang website thì các bạn có thể chọn cái gói này nhé. Còn nếu bạn nào mà làm cái công ty người ta, các bạn muốn làm website cho nhiều khách hàng chẳng hạn, sau đó các bạn có thể là lấy phí của họ là nó rơi đâu đó tầm khoảng là $20 trên một tháng chẳng hạn, thì các bạn có thể là chọn cái gói này để các bạn tạo nhiều trang website cho khách hàng đúng không? Còn nếu bạn nào mới bắt đầu thì mình khuyên các bạn nên chọn cái gói đầu tiên hoặc là cái gói thứ hai nếu bạn nào muốn làm nhiều trang website đúng không ạ? Đó, còn đây thì mình sẽ chọn cái gói đầu tiên này nhá. Mình nhấn vào order now. Đó, khi mà nhấn vào order now thì các bạn đến cái trang này. Thì cái trang này là nếu mà bạn nào đã có một cái domain rồi. Đó, bạn nào đã có domain rồi thì các bạn chọn trên này, sau đó chọn cái đôi chấm của các bạn ở đây. Còn nếu mà bạn nào chưa có, các bạn nào mà đăng ký mới thì các bạn chọn bên này nha. Ở đây thì mình sẽ chọn đăng ký mới này. Mình sẽ ví dụ các bạn thử này, ví dụ Facebook chẳng hạn. Ví dụ các bạn thử cái tên là Facebook, sau đó các bạn chọn chấm con chẳng hạn. Sau đó các bạn nhấn vào search. Đó thì người ta cái này nó sẽ báo là Facebook is unavailable, có nghĩa là cái tên miền này đã có người ta mua rồi thì cái tên miền này nó không có sẵn nữa, thì các bạn phải chọn cái tên khác. Nếu mà bạn nào dùng tên thương hiệu hay là tên từ khóa thì các bạn có thể là đổi chéo cho nhau xem nó có còn không đúng không ạ? Các bạn có thể đổi chéo cho nhau xem. Đó, còn đây thì mình sẽ chọn một cái domain mà mình đã có sẵn, mình sẽ chọn là học website. Đó, mình sẽ chọn cái tên này. Mình khuyên các bạn là nên chọn chấm .com, chấm .net hoặc là chấm .org thôi nhé. Các bạn đừng có chọn chấm .us hoặc là chọn số chấm đôi khác. Thì các bạn nên cố gắng làm thế nào tìm cái tên mà chấm .com. Nếu mà không có tên chấm .com thì chọn chấm .net, không có chấm .net thì chọn chấm .org. Hoặc là các bạn có thể đổi chéo cái từ khóa cho nhau để các bạn tìm thấy cái tên mà chấm .com. Bởi vì chấm .com nó rất là phổ biến và rất là dễ nhớ đúng không ạ? Đó, ok, khi các bạn cho tên vào đây rồi các bạn nhấn vào search. Đó, khi mà các bạn nhấn search nó sẽ nói là congratulations, hot web is available free. Đó, khi mà nó báo như này thì có nghĩa là cái domain này nó có sẵn, các bạn được phép sử dụng đúng không ạ, và nó miễn phí đúng không ạ. Sau khi mà ok rồi các bạn lùi xuống ở đây thì nó có giới thiệu rất là nhiều cái đôi chấm khác, nhưng mà các bạn không quan tâm, các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ này continue. Ok, khi đến cái phần này thì đây nó sẽ cho các bạn một số cái lựa chọn. Thứ nhất là các bạn muốn chọn cái hosting này với bao nhiêu năm đúng không ạ? Các bạn có thể chọn 1 năm, chọn 2 năm hoặc chọn 3 năm. Nếu mà các bạn chọn 3 năm thì các bạn sẽ được giảm giá thêm 18%. Còn nếu mà bạn chọn 2 năm các bạn được giảm giá thêm 9% đúng không ạ? Thì đây là tùy vào cái mục tiêu làm website của bạn. Nếu mà các bạn làm một trang website cho nhiều năm chẳng hạn, ví dụ như các bạn làm trang website bán hàng, các bạn muốn làm trang website bán hàng 5 năm, 10 năm hoặc là bán hàng bất kỳ lúc nào các bạn có thể dùng, thì các bạn có thể là cho 3 năm, mình khuyên các bạn nên dùng 3 năm. Còn nếu mà bạn nào chỉ dùng các bạn muốn dùng thử thôi xem tốc độ load như nào thì các bạn có thể chọn 1 năm, hoặc là xem sau này các bạn có dùng không thì các bạn có thể chọn 1 năm nha. Đó, mình nhấn vào 1 năm này. Đó. Ở dưới này thì chắc chắn cái này các bạn phải tick này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chữ continue. Đó, khi đến cái phần này thì
Mình khuyên các bạn nếu mà các bạn có tiền thì mình khuyên các bạn nên tích cái phần này, cái phần mà ID Protect này. Bởi vì sao? Khi mà các bạn tích vào đây ấy, thì nó sẽ không bị những người khác, người ta dùng một số cái phần mềm mà người ta gửi email tự động cho các bạn để người ta bán thêm dịch vụ cho các bạn. Nhưng mà đây nếu mà bạn nào không có bạn nào chưa muốn tiêu tiền vào cái phần đấy thì các bạn có thể bỏ qua. Còn nếu mà các bạn tích một phần này là sẽ giúp cho các bạn bảo vệ cái trang email của bạn, người ta sẽ không bị những người khác là nó email làm phiền các bạn, đúng không ạ? Đó, thì nếu mà bạn nào có tiền thì các bạn hãy tích vào đây nha. Còn đây thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn thôi, thì mình sẽ không tích vào đây. Thì mình nếu mà continue. Ok, khi mình nhấn vào Continue thì đây nó có cái phần review xem tất cả những cái gói mà mình đã chọn này. Thứ nhất là mình đã chọn cái tên miền với cái hosting với giá của nó là 42,05 đô trên 1 năm, đúng không ạ? Đó, còn cái domain của nó là cái tên này. Sau đó giá của nó ở đây là 1 năm, đúng không ạ? Đây các bạn có thể là chọn 2 năm hoặc là 3 năm đó, thì nếu mà chọn thêm thêm nhiều năm thì các bạn sẽ được nhiều giảm giá thôi, đúng không ạ? Còn bạn nào mà muốn thay đổi theo các bạn muốn chọn 2 năm 3 năm chẳng hạn thì các bạn phải nhấn vào edit để thay đổi theo năm, đúng không ạ? Ok, khi các bạn thấy đây thì các bạn thấy là các bạn được giảm giá, đúng không ạ? Các bạn đã giảm giá được rất là nhiều đây. Các bạn chỉ còn lại là 55 đô chấm 03. Mình thấy rất là nhiều hosting là nó giá rất là đắt, nhưng cái name hero ở đây thì các bạn dùng cái link của mình thì các bạn sẽ được giảm giá rất là nhiều nha. Các bạn thấy là chỉ 55 đô 55,03 đô, đúng không ạ? Nó chỉ hơn 1 triệu một chút rồi, đúng không ạ? Đó. Ok, khi mà đến đây rồi thì các bạn có thể là ở đây các bạn tạo một cái tài khoản này. Các bạn tạo một cái tài khoản để các bạn quản lý. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái tài khoản nha. Thì mình sẽ viết rất là nhanh. Thì cái phần company name này này thì các bạn có thể bỏ qua nhé, hoặc là các bạn có thể cho tên nào đó. Ví dụ cái phần này các bạn có thể là cho tên này, cho tên của các bạn vào đây đó, cho tên này, còn địa chỉ này, cái địa chỉ thứ hai này các bạn có thể là cho tên này, cho tên thị trấn hoặc là ngõ các bạn ở này, cho city là thành phố của các bạn, ví dụ cho Lào Cai. Đó. Còn stay thì chỗ stay này các bạn cần phải qua bên này các bạn chỉnh là Việt Nam trước nha. Đó, qua trên này chỉnh là Việt Nam trước tiên, sau đó các bạn mới viết cái phần này. Đó. Còn cái phần postcode này này là cái mã zip code cái thành phố của các bạn đó. Cái mã zip code của bạn thì các bạn có thể lên trên Google Search này. Nếu mà các bạn không biết là cái nơi các bạn ở có zip code như nào thì các bạn có thể search trên Google này. Ví dụ như là các bạn ở Lào Cai chẳng hạn thì các bạn search này Lào Cai. Ví dụ các bạn Lào Cai, các bạn nhấn vào Lào Cai, sau các bạn nhấn vào zip code. Đó, sau các bạn nhấn vào Enter này. Đó thì nó sẽ ra rất là nhiều zip code như này. Sau đó các bạn nhấn vào cái trang web đầu tiên là bất kỳ trang website nào nhé. Các bạn nhấn vào đây. Đó thì đây các bạn có thể tìm cái zip code của các bạn này. Đó, ví dụ các bạn thấy này, mã bưu điện tỉnh Lào Cai, đây là cái mã bưu điện đó. Các bạn chỉ cần copy cái mã bưu điện này, sau đó các bạn quay lại cái phần này, các bạn chuột phải này, các bạn paste vào đây là được. Đó. Đấy. Sau đó cái phần này thì in addition request, có nghĩa là các bạn tìm thấy name hero ở đâu thì các bạn có thể là chọn YouTube, bởi vì YouTube các bạn thấy trên YouTube chẳng hạn thì các bạn có thể chọn thế. Còn cái phần mà support
Cái phần mã pin này rất là quan trọng nha. Đến đây thì các bạn có thể là cho một cái đấy, cho một số cái chữ, mà cái chữ này các bạn nên phải nhớ nhé. Cái tên cái chữ này các bạn nên phải nhớ, sau này nếu mà các bạn có cái, các bạn muốn support thì các bạn cần phải có cái mã pin này. Đó, mình khuyên các bạn là có thể là cho năm sinh hoặc là cho thứ ngày tháng mà các bạn rất là dễ nhớ, sau này người ta hỏi đến thì các bạn sẽ được dùng nha. Đó, ok, đây là cái phần mật khẩu này, các bạn cho mật khẩu này, đây có mật khẩu đây các bạn có thể dùng này. Đó. Mật khẩu đây thì mình khuyên các bạn là nên cho chữ viết hoa này, sau đó chữ viết hoa này, có chữ số này, hoặc là có thang sao gì đấy thì cho cái mật khẩu các bạn nó mạnh lên, đúng không ạ? Đó, đây là mật khẩu của mình. Đấy, các bạn cái phần comfort password này các bạn cho giống như cái đầu tiên này này. Đó, các bạn cho cái mật khẩu giống như cái đầu tiên nha. Có nghĩa là cái phần này các bạn cho như nào thì cái phần này các bạn phải cho đúng như thế, để hai cái nó match xèm với nhau, nó giống nhau, đúng không ạ? Ok, cái này là các bạn use default, giống như cái trên này, các bạn để cái này nguyên này. Đó, đây có rất là nhiều lựa chọn, các bạn có thể trả tiền khác nhau này. Đây là các bạn có thể trả bằng credit card. Đó, các bạn có tài khoản Visa, Mastercard, hoặc là nếu bạn nào có PayPal thì các bạn có thể trả bằng PayPal ở đây, đúng không ạ? Còn bạn nào có Bitcoin ấy, cái này rất là tốt nha, nếu mà bạn nào có Bitcoin mà các bạn có thể là trả tiền qua Bitcoin ở đây nha. Đó, hoặc là bạn nào có Stripe, tài khoản Stripe thì các bạn có thể trả bằng đây. Còn đây thì mình sẽ trả bằng một cái tài khoản Visa của mình. Đó. Cái phần enter a name for this card này, này là cái tên của các bạn nha, tên của các bạn nên viết hoa nha. Đó, cái phần này nên viết hoa nha, giảng asin chẳng hạn. Đó, tên của các bạn nha, cái chỗ này. Sau đó cái phần expire day này là cái năm kết thúc cái thẻ của các bạn này. Đó, thì các bạn cho, các bạn xem trên cái thẻ các bạn có cái phần mà cái năm đó, đó các bạn nhấn vào. Còn cái phần mà CVV này là cái mã code của cái thẻ đằng sau cái thẻ của các bạn nha. Các bạn chỉ cần đưa cái thẻ đằng sau là các bạn sẽ thấy cái ba cái chữ ở đằng sau đó, thì các bạn enter cái chữ đó vào đây. Ok, sau khi ok rồi các bạn lưu xuống đây này. Đó, thì đây thì nó có receive email, có nghĩa là cái phần này các bạn có tích vào đây, nếu mà sau này Nen Hero có một số cái đợt giảm giá thì các bạn có muốn nhận email không thì các bạn có thể là tích hoặc là không. Còn đây thì mình khuyên các bạn nên cho có, bởi vì một số ngày người ta có thể là có ví dụ như Black Friday người ta giảm giá chẳng hạn thì các bạn có thể mua nha. Ok, sau khi ok rồi các bạn tích vào cái chỗ này I have agree to turn này. Đó, thì các bạn kiểm tra một lượt này. Đó, các bạn kiểm tra một lượt này. Đầu tiên là các bạn đã có hosting 1 năm này. Sau học là web cái domain này. Sau đó các bạn đây. Đó, tất cả này cái tên của các bạn này. Tên này, first name, last name, mọi thứ ok rồi này. Ok rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ check out này. Click vào check out. Ok, khi bạn đây thì các bạn thấy thì ở đây thì các bạn, khi các bạn đến đây thì các bạn thấy đây nó đã ra cái phần mà gọi là cái phần order confirm, có nghĩa là cái order của các bạn đã được hoàn thành nha. Ok, khi các bạn thấy order hoàn thành rồi các bạn nhấn vào continue to client array này, các bạn click vào chỗ này này. Ok, khi bạn click vào chỗ này thì các bạn đến cái phần này, đúng không ạ? Đây là cái phần quản trị trong Nen Hero, đúng không ạ? Đó, khi các bạn thấy thì các bạn thấy cái info của các bạn đây này, thông tin info của các bạn đây, rồi mọi thứ nó ở đây hết rồi nha. Đó, thì các bạn thấy đây có cái phần mà các bạn vừa mua ở đây này. Đó, khi mà ok đến chỗ này rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ My Cloud này, click vào chỗ My Cloud.
Ok các bạn nhấn vào click My Cloud, sau đó các bạn nhấn vào cái phần là click vào chỗ web hosting này, click vào đây. Đó, khi mà click vào đến chỗ này thì các bạn nhấn vào cái chỗ login to cPanel, click vào đây. Đó, ok, khi các bạn nhấn vào chỗ cPanel thì nó sẽ ra một cái trang như này. Nó sẽ ra một trang như này. Thì các bạn lui xuống, các bạn tìm cái phần mà WordPress đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo, các bạn cài phần WordPress nha. Các bạn lui xuống này. Đó, các bạn lui xuống, các bạn thấy có cái phần WordPress Manager by Startup Color ở đây đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể là search ở trên này. Các bạn chỉ cần search là WordPress thì nó cũng xuất hiện trên này nha. Các bạn có thể nhấn một click vào đây này. Ok, khi các bạn click vào nó ra cái phần này thì các bạn thấy có cái chữ gọi là install ở đây, các bạn nhấn vào install. Ok, khi nhấn vào install đến cái phần này thì các bạn cho cái này là cái version cao nhất, cái này là các bạn để nguyên này. Còn cái phần này thì các bạn nhớ là chọn cái phần HTTPS 2 chấm cạnh cạnh này nha, bởi vì mình đã mua cái phần mà SSL nên mình được phép dùng cái phần mà HTTPS này chấm cạnh cạnh này nha. Ok, sau đó tên miền các bạn là cái này nha, học website đúng không ạ? Còn các bạn là đừng, hãy chắc chắn là không có cái gì bên này nha, cái phần bên này là không có một cái gì luôn nha, phải cho nó trắng tinh như này nha. Đó, nếu mà có cái chữ nào đó đây thì nó sẽ có, ví dụ như nó sẽ có cái phần mà HTTPS gạch gạch sau đó học website chấn con, sau đó nó sẽ có gạch chấn cái gì đó đó, thì các bạn nhớ là đừng có cái gì đây. Đó, còn cái phần này là cái chữ sign in là cái tên website của bạn, thì đây là các bạn có thể cho cái tên website của bạn, đây là tên cái thương hiệu hoặc là tên website của bạn nha. Đó, mình sẽ viết là, đó thì đây thì các bạn có thể đổi đây, hoặc là lát nữa các bạn cũng có thể đổi trong trang website nha. Đó thì mình sẽ viết là đây, thì các bạn cũng có thể là giới thiệu thêm một chút thôi, hướng dẫn chẳng hạn. Ok, sau đó cái phần mà user, cái phần mà user này thì là các bạn có thể cho tên của các bạn nha, là các bạn nhớ là cái phần này rất là quan trọng. Khi mà các bạn quản trị trang website của bạn thì các bạn nhớ là phải có cái phần username và password nha. Thì các bạn viết cái tên này, ví dụ như là sinh. Đó, mật khẩu rất là quan trọng nha. Đây là các bạn nhớ là các bạn cần phải nhớ cái admin user này và cái mật khẩu đăng nhập vào trang website này. Đó, các bạn nên viết cái mật khẩu là có thang sao hoặc là chữ hoặc là viết hoa viết thường gì đó nha, nhưng mà các bạn phải nhớ cái này nha. Đó, mình sẽ giấu đi. Đó, khi mà các bạn thấy có strong này có nghĩa là cái mật khẩu các bạn đủ mạnh để bảo vệ cái trang web của bạn đúng không ạ? Đó thì có cái phần mà admin email này thì các bạn xóa cái này đi. Các bạn chọn đúng cái email mà các bạn vừa mới đăng ký cái hosting đó. Các bạn vừa mới đăng ký hosting thì các bạn chọn đúng cái email đấy, hoặc là một cái email mà các bạn thường xuyên nhớ, bởi vì cái email này sẽ liên quan sau này. Nếu các bạn quên mật khẩu thì các bạn sẽ lấy lại được bằng cái email này nhá. Thì cái email này rất quan trọng nha. Đó, mình sử dụng email này. Còn cái phần select language này thì các bạn chọn cho mình là tiếng Việt nha. Các bạn lui xuống đây này, có cái phần Vietnamese này này, các bạn chọn tiếng Việt này. Đó, còn đây là có nhiều cái khác thì các bạn có thể bỏ qua nha. Đó, các bạn có thể là show thêm này. Đó, các bạn show thêm nhiều thứ khác ở đây này. Đó, nhưng mà mình khuyên là các bạn cũng không nên mở làm gì đúng không ạ? Ok, phía kia các bạn kiểm tra một lượt này. Đó, các bạn thấy này, cái này là đã version cao nhất rồi này. Sau đó cái HTTPS này không có cái gì đây này. Sau đó cái tên website các bạn này. Đó, sau đó cái phần mô tả trang website các bạn này. Đó, thì mọi thứ ok rồi. Khi mà ok, cái này cho tiếng Việt là ok rồi. Ok, ok, khi mà ok rồi các bạn nhấn vào install. Đó, khi mà install thì nó hỏi các bạn sẽ có lưu mật khẩu không này, các bạn có thể có không này.
Ok, mình sẽ lưu lại mật khẩu này. Ok, khi mà sau khi mà các bạn nhớ intro thì nó sẽ có hai cái link. Đây này, có hai cái link. Link thứ nhất là cái link đi thẳng vào trang website của bạn. Các bạn click vào này. Đó, các bạn thấy mở cái này này. Đó, thì đây là trang website của các bạn vừa mới tạo ra. Và tên website của bạn là học website.com này. Bây giờ cái trang website này đã ở trên online rồi. Các bạn ở bất kỳ nơi đâu, các bạn ở bất kỳ nước nào thì các bạn có thể truy cập được vào cái trang website này nha. Thì như các bạn thấy thì bây giờ trang website đang rất là xấu đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ hướng cho các bạn làm thế nào để tối ưu, làm thế nào để cho nó đẹp như ý của bạn đúng không ạ? Đó, thì đây là cái trang bên ngoài mà khách hàng sẽ thấy. Thì để đăng nhập được bên trong của trang WordPress thì các bạn cần phải lên trên cái tên miền các bạn này. Sau đó các bạn viết cho mình là gạch WP, sau đó gạch admin như này nhá. Sau đó các bạn nhấn Enter này. Sau khi các bạn nhấn Enter thì nó ngay lập tức nó đưa các bạn đến cái phần mà đăng nhập vào trong WordPress để các bạn quản trị cái trang website của bạn. Thì các bạn nhớ là cho tên này, cho tên của các bạn này hay là cái địa chỉ email mà các bạn vừa mới cài đặt WordPress đó. Sau đó các bạn cho cái mật khẩu vừa nãy mình hướng dẫn các bạn cho mật khẩu này. Sau đó các bạn nhấn vào đăng nhập này. Đó, sau khi các bạn đăng nhập vào thì đây là cái phần bên trong khi mà các bạn vào quản trị của WordPress nha. Thì đây, nếu các bạn muốn xem trang bên ngoài mà khách hàng sẽ thấy thì các bạn di chuột ra bên này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ xem trang này. Thì các bạn thấy đây là cái trang bên ngoài của trang website của bạn nha. Cái trang này sẽ là trang khách hàng sẽ thấy. Còn cái trang này là cái trang bên trong mà các bạn sẽ làm việc đúng không ạ? Đó, thì khi mà các bạn vào cái trang bên ngoài, các bạn đăng nhập vào trong WordPress thì các bạn thấy có cái thanh đen đen trên này. Bởi vì các bạn đã đăng nhập vào trong cái trang quản trị của WordPress và các bạn có cái tài khoản các bạn ở đây đúng không ạ? Đó. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cài đặt cơ bản ở trong WordPress nha. Đầu tiên các bạn cần phải hiểu một số cái chức năng ở trong này. Thứ nhất là cái phần bài viết này. Khi các bạn nhớ vào cái chỗ tất cả bài viết này. Thì đây các bạn thấy là có một số cái bài viết ở trong này. Đây chính là những cái bài viết mà khi mà các bạn chia sẻ ở trong cái trang website của bạn. Ví dụ các bạn có một số cái bài chia sẻ về kiến thức trong cái trang website của bạn. Hay là các bạn post một số bài post ở trong website của bạn. Thì các bạn làm việc ở trong cái phần mà bài viết này nha. Thì đầu tiên các bạn vừa mới cài đặt WordPress thì nó mặc định có một số cái bài viết ở trong này. Thì các bạn xóa cho mình nha. Để xóa được bài viết này các bạn tích vào cái chỗ này này. Tích vào cái tiêu đề này. Sau đó các bạn nhấn vào chọn hành động. Sau đó các bạn nhấn vào bỏ vào thùng rác. Sau đó các bạn nhấn vào áp dụng cho mình. Đó, sau đó các bạn thấy cái bài viết nó đã được xóa đúng không ạ? Đó, thì tiếp theo các bạn di chuột vào xuống dưới cái phần media này, các bạn click vào chỗ media. Phần media này là nơi mà các bạn lưu những hình ảnh, những cái video này hay là những PDF các bạn tải lên trang website của bạn nha, thì nó sẽ nằm ở trong cái phần mà thư mục media này. Tiếp theo các bạn di chuột xuống cái phần mà trang này. Đây các bạn nhấn vào tất cả trang này. Khi các bạn nhớ vào tất cả trang thì đây, khi mà các bạn vừa mới cài đặt WordPress thì mặc định của nó sẽ có hai cái bài chính ở trong này. Thì đầu tiên các bạn cần phải là xóa hai cái này cho mình nha. Các bạn tích vào cái chỗ tiêu đề này, sau các bạn nhớ vào hành động, sau các bạn nhớ vào bỏ thùng rác, sau các bạn nhớ vào áp dụng này. Đó, thì các bạn hiểu đơn giản ở trong cái phần trang này thì các bạn sẽ tạo những cái trang, ví dụ như là trang chủ này, trang liên hệ này, hay là trang dịch vụ hoặc gì đấy thì các bạn sẽ tạo ở trong cái phần trang này nha. Tiếp theo các bạn di chuột xuống ở dưới cái phần cài đặt này, sau đó các bạn nhấn vào chỗ tổng quan cho mình. Đó, ở đây thì rất quan trọng cái đầu tiên là các bạn thấy là cái tên website của bạn. Thì mặc định khi mà các bạn vừa mới cài đặt WordPress thì các bạn sẽ có, mình đã hướng dẫn các bạn đặt tên rồi. Ở đây thì mình sẽ đặt tên lại cho cái của mình nha. Ví dụ mình đặt tên là học làm website miễn phí chẳng hạn. Đó, thì các bạn, cái tên này là cái tên cửa hàng của bạn nha. Các bạn cần phải đặt cái tên nào đó giống như là cái tên thương hiệu của các bạn đó. Còn cái phần khẩu hiệu này thì cái phần này các bạn mô tả thêm thôi. Các bạn có thể mô tả thêm cho cái website của bạn thôi. Đây thì mình sẽ mô tả là học là website cho người mới, ví dụ như thế đúng không ạ? Đó, còn đây thì mặc định các bạn để mặc định nha. Cái phần địa chỉ email này rất quan trọng. Nếu mà các bạn không dùng cái email này mà các bạn dùng cái email khác thì các bạn nên cho cái email khác vào đây nha. Đó, cho cái email thường dùng các bạn vào đây. Đó, tiếp theo ở dưới cái phần ngôn ngữ này các bạn chọn cho mình là tiếng Việt. Nếu các bạn không thấy tiếng Việt đây thì các bạn lui xuống dưới này, nó sẽ có ở đâu đó dưới này nha. Đó, ok, sau khi làm xong rồi các bạn nhấn vào lưu thay đổi này. Tiếp theo có một số cái phần rất quan trọng. Các bạn di chuột xuống cái phần mặt đường dẫn tính này cho mình. Sau đó mặt định của nó sẽ nằm ở trên này này, nó sẽ nằm đây hoặc là nó nằm đây này. Thì bây giờ các bạn tích cho mình là cái phần mà tiêu đề bài viết này. Khi các bạn tích tiêu đề bài viết này thì có nghĩa là khi người ta truy cập với trang website của bạn, người ta sẽ
theo cái đường dẫn có tên là HTTPS, tên miền của bạn sẽ gạch đến cái bài viết của các bạn này. Đó, nó sẽ đúng cái bài viết của bạn. Thì mặc định của WordPress khi các bạn vừa cài thì nó sẽ có có một số 2, 3, 4 gì đó ở đây nhá. Thì bây giờ Google mới update thì Google thích những cái URL có tên là tên miền của bạn sau đó đến cái bài viết đó. Thì như thế này thì website của bạn mới chuẩn SEO nha. Đó, khi mà các bạn tích vào đây xong rồi thì các bạn lưu xuống dưới này, các bạn nhấn vào lưu thay đổi cho mình. Đó, ok. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ bản tin cho mình. Đó, ok, thế là mình đã hướng dẫn các bạn một số cái cài đặt cơ bản ở trong WordPress rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cài đặt giao diện nha. Để cài đặt giao diện trong cái trang website thì các bạn di chuột vào cái phần mà giao diện này cho mình. Sau đó thì nhấn vào cái chỗ giao diện. Thì đây, nếu mà các bạn chưa hiểu giao diện là gì thì các bạn hiểu đơn giản. Giao diện gần giống như cái áo các bạn ăn mặc nó. Ví dụ các bạn mặc áo màu đỏ thì người ta nhìn thấy các bạn màu đỏ. Các bạn mặc áo như màu xanh thì người ta thấy các bạn màu xanh, đúng không ạ? Đó, thì đây, ví dụ các bạn thấy là mình đang cài đặt cái giao diện có tên là 2021 này. Bởi vì sao? Các bạn thấy là cái trang website của mình màu xanh, đúng không ạ? Bởi vì các bạn cài cái giao diện có tên là 2021 nó hơi màu xanh như này này. Bây giờ các bạn thử cài đặt cái giao diện này xem, các bạn nhớ một kích hoạt cái này. Đó, khi các bạn nhấn kích hoạt cái này thì các bạn vào trên website của bạn, các bạn nhấn reset lại này. Đó, các bạn thấy ngay lập tức cái trang website của bạn nó chuyển ra màu đỏ, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn vừa cài đặt cái giao diện có tên là 2020, nó hơi màu đỏ nên nó chuyển ra màu đỏ, đúng không ạ? Bây giờ các bạn chuyển ra cái cũ nào, các bạn nhấn vào kích hoạt cái cũ thì nó sẽ chuyển ra cái màu hơi xanh này nha. Thì các bạn hiểu đơn giản giao diện gần giống như cái áo các bạn đang mặc, giống như là cái áo các bạn mặc cho cái trang website các bạn nha. Thì giao diện đây có rất là nhiều giao diện các bạn có thể dùng, nhưng mà đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái giao diện mà mấy năm nay rất là nổi, và cái giao diện này rất là tốt cho các bạn mới bắt đầu học thiết kế website, và giao diện này rất là tốt khi mà các bạn làm SEO nha. Đó, để cài đặt được cái giao diện này thì các bạn di chuột vào cái phần mặt thêm mới này cho mình. Sau đó đến đây thì các bạn nhấn vào cái bên này, các bạn search cho mình, các bạn cái phần tìm kiếm này các bạn search cho mình Astra. Đó, các bạn search cho mình cái từ khóa gọi là Astra. Đó, khi các bạn search cho mình Astra thì các bạn thấy có ghi cái đầu tiên ở đây đi. Đó, cái phần đầu tiên ở đây thì các bạn nhấn vào cái chỗ cài đặt cho mình nha. Click vào cài đặt. Đó, khi mà các bạn click vào cài đặt ấy thì nó sẽ có cái phần mà kích hoạt đây này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ kích hoạt để cho mình. Đó, ok, khi mà các bạn nhấn vào kích hoạt thì các bạn thấy cái phần này đã được kích hoạt, thì các bạn thấy đây có ba cái giao diện đây, thì các bạn xóa hai cái phần hai cái thằng còn lại, các bạn click vào cái thằng này, sau đó ở dưới cái phần góc trái này có phần xóa, các bạn nhấn vào xóa này, sau đó các bạn nhấn vào ok này. Tương tự cái thằng khác các bạn click vào đây, sau đó các bạn xóa tiếp, sau đó các bạn nhấn vào ok này. Đó, thì các bạn chỉ còn đúng một cái giao diện thôi, thì các bạn dùng cái này thôi, các bạn xóa những cái còn lại để cho cái trang website của bạn nhẹ đi nha. Đó chính là cách mà các bạn đã cài đặt giao diện cho cái trang website nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cài đặt plugin. Để cài đặt cái plugin thì các bạn di chuột vào cái phần mà plugin này, sau đó các bạn nhấn vào plugin. Thì các bạn hiểu đơn giản trong cái phần plugin này, đó chính là khi mà các bạn cài đặt một cái plugin nào đó vào trong cái phần này thì nó sẽ giúp các bạn cài đặt thêm những giúp các bạn có thêm những chức năng mà thiết kế web nha, có thêm những chức năng, ví dụ các bạn cài đặt một số cái giao diện để làm SEO hay là để một cái theme builder thì các bạn sẽ cài trong này. Thì các bạn hiểu đơn giản trong cái phần plugin này là các bạn sẽ thêm một số chức năng để các bạn thiết kế website nó đơn giản hơn nha. Đó, thì mặt định của nó khi mà các bạn vừa cài đặt WordPress thì các bạn sẽ có một số cái plugin đây. Thì đầu tiên thì các bạn tích vào cái plugin này cho mình, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ hành động này để các bạn xóa đi tất cả những plugin này để mình cài mới tinh luôn nha. Các bạn nhấn vào áp dụng này, sau đó các bạn nhấn vào ok. Đó, thì khi mà các bạn nhấn áp dụng thì nó tự xóa rồi đấy nha. Nếu trường hợp nếu mà các bạn vừa cài một cái plugin nào đó mà các bạn không xóa được thì các bạn phải nhấn vào cái chỗ mà nó ngừng kích hoạt thì các bạn mới có thể là xóa được nha. Đó, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta đi cài đặt cái plugin có tên là Elementor. Elementor là cái plugin sẽ giúp các bạn thiết kế website rất là dễ, các bạn chỉ cần copy, paste và kéo thả nha. Thì để được cài đặt được cái plugin này thì các bạn click vào cái đường link thứ hai ở dưới cái phần mô tả của video này nha. Các bạn click vào cái đường link thứ hai ở dưới cái phần mô tả của video này thì nó sẽ đưa các bạn đến cái trang website của Elementor. Hoặc là các bạn có thể lên Google, các bạn mở cái tab mới cho mình, các bạn search cho mình là sinh.com/elementor. Đó, sau đó các bạn nhấn Enter này.
Đó, khi các bạn nhấn Enter thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến cái trang website của Elemental. Sau đó các bạn thấy đây thì Elemental nó có cái bảng miễn phí là và cái bảng trả phí. Nếu mà các bạn chưa hiểu Elemental là gì thì mình đã có một cái video mình nói rất là chi tiết về cái phần Elemental rồi. Các bạn có thể tìm cái video đó bằng trên cái kênh YouTube của mình nha. Thì đây thì Elemental có hai bảng miễn phí và trả phí. Thì như các bạn thấy thì đây, nếu mà các bạn trả phí theo một website với 49 đô trên một tháng thì các bạn sẽ có những cái chức năng ở dưới này. Còn đây trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta tiết kiệm nhất mà chúng ta dùng cái phần phiên bản miễn phí nha. Thì các bạn di chuột vào cái phần Get Started này cho mình. Click vào cái phần Get Started. Sau đó đến đây thì các bạn nhấn vào cái chỗ Continue này cho mình, cái phần Yes, sau đó nhấn vào Continue này. Sau đó đến đây thì các bạn nhấn một cái chỗ Install Free này. Trường hợp mà nếu mà các bạn click vào và nó hỏi rất là nhiều câu hỏi, nó hỏi rất nhiều câu hỏi thì các bạn cứ tích bừa câu hỏi nào đó đấy nha. Bởi vì khi mà người ta hỏi câu hỏi đấy thì người ta chỉ muốn khảo sát xem các bạn thuộc vào cho những người dùng cái sản phẩm của họ là những người level như nào thôi. Thì các bạn chỉ cần tích bừa đâu đó thì các bạn vẫn có thể đến cái phần bước này nha. Đó, các bạn nhấn vào cái chỗ Install Free này cho mình. Đó, khi các bạn nhấn vào Install Free thì chỗ này các bạn cần phải copy cái tên miền các bạn vào đây nha. Các bạn qua lại cái trang website này, các bạn copy đúng cái tên miền các bạn này. Đó, sao chép này, sau đó qua lại ở dưới này. Các bạn paste vào đây. Đó, các bạn dán vào đây này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ Check out for Elemental này. Check out for WordPress này cho mình. Sau đó các bạn nhấn vào Install Elemental. Đó, khi mà các bạn nhấn Install Elemental thì các bạn thấy là ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến cái trang website như này. Thì các bạn thấy ở góc phải đây có cái phần mà cài đặt, có cái phần xanh xanh cài đặt này. Các bạn nhấn vào cái chỗ cài đặt này cho mình. Đó, ok, khi các bạn nhấn vào cài đặt thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến cái phần mà bên trong của WordPress trang website các bạn nha. Thì bây giờ các bạn cũng không cần phải qua lại bên này mà các bạn có luôn ở trong cái phần này, đúng không ạ? Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ kích hoạt này cho mình. Kích hoạt plugin này cho mình. Đó, ok, khi các bạn nhấn vào kích hoạt plugin thì các bạn thấy ngay lập tức các bạn sẽ thấy ở trong cái phần plugin này mình đã có cái plugin có tên là Elemental rồi, đúng không ạ? Đó, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cài đặt thêm một cái plugin khác. Cái plugin này nó sẽ có những cái template hay là những cái gọi là những giao diện template mà các bạn có thể sử dụng vào trong cái trang website của các bạn. Đó, thì đây để cài đặt cái plugin đó thì các bạn nhấn vào cái chỗ mà cài mới này cho mình, click vào chỗ cài mới này. Sau đó đến cái phần search này, các bạn search cho mình là Envato như này nha, search cho mình là Envato. Sau đó các bạn thấy có cái plugin có tên là Envato Photo Elemental Template. Sau đó bởi cái Envato này các bạn thấy là 400.000 lượt đã được cài đây, thì các bạn nhấn mở chỗ cài đặt này cho mình, click vào cái chỗ cài đặt này nha. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ kích hoạt. Đó, khi các bạn nhấn kích hoạt thì các bạn thấy ngay lập tức ở dưới này nó sẽ có một cái plugin khác. Thì bây giờ các bạn đã có hai cái plugin rồi nha. Đó, ngay bây giờ các bạn đã có hai cái plugin này. Cái plugin này sẽ giúp các bạn có những cái template rất là đẹp, các bạn có thể dùng nha. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua lại cái trang website này. Các bạn nhấn vào đây, các bạn nhấn vào xem trang này. Đó, các bạn thấy cái trang website của bạn đang rất là xấu này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta đi tạo những cái menu ở trên này nha. Những cái menu, ví dụ trang chủ, trang liên hệ, rồi trang dịch vụ, rồi cái gì đó ở trên này, đúng không ạ? Đó, thì để tạo được cái menu này thì các bạn di chuột ra chỗ này, các bạn nhấn vào chỗ bản tin này cho mình. Đó, để mình tắt tất cả những cái phần còn lại, mình dùng đúng một cái thôi nha. Đó, thì để tạo được menu các bạn di chuột vào cái phần trang này, sau đó nhấn vào tất cả trang. Thì các bạn thấy là vừa nãy mình xóa hết trang, không có trang nào. Thì các bạn nhấn vào chỗ trang mới. Đó, click trang mới thì đây các bạn viết là trang chủ cho mình. Đó, sau đó nhấn vào đăng. Nhấn đăng mà, các bạn cứ nhấn đăng cho mình. Đó, thì các bạn đã tạo được cái trang chủ rồi. Các bạn nhấn vào cái logo này này. Qua lại, click vào cái chỗ logo của WordPress qua lại. Đấy, các bạn thấy là các bạn đã có một cái trang chủ đúng không ạ? Tiếp theo các bạn nhấn vào cái chỗ thêm mới này cho mình để các bạn tạo trang liên hệ. Cái trang giới thiệu đi. Giới thiệu. Tương tự như vậy các bạn nhấn vào đăng này. Nhấn đăng này. Đó, thì đã có trang thứ hai. Sau đó các bạn nhấn vào cái logo này tiếp. Các bạn qua lại này. Có hai trang rồi. Các bạn nhớ là mình phải có trang giới thiệu, trang liên hệ rồi thì đúng không ạ? Trang dịch vụ chẳng hạn.
dịch vụ đó, trang dịch vụ này đó, sau đó các bạn nhấn vào đăng này, đăng này đó, mình đã có trang dịch vụ rồi nha, mình qua lại tiếp này. Sau đó mình cần phải tạo một cái trang gọi là cái trang liên hệ đúng không ạ? Đó, mình có trang liên hệ này, sau đó nhấn vào đăng này. Đó, mình đã có trang liên hệ này, mình nhấn vào đây. Đó, bây giờ các bạn thấy này, mình đã có trang chủ, trang liên hệ, trang giới thiệu, trang dịch vụ rồi. Đó, tiếp theo các bạn tạo thêm cho mình là một cái trang gọi là trang blog. Cái trang blog này là cái trang blog chia sẻ đó. Ví dụ khi mà các bạn tạo một cái blog, các bạn có một trang website nào đó thì các bạn luôn là có một cái phần chia sẻ đúng không ạ? Đó, các bạn nhập một chỗ thêm mới cho mình. Sau đó các bạn viết là blog hoặc là các bạn viết là chia sẻ hoặc là cái gì đó đúng không ạ? Còn mình thì mình viết là blog. Sau đó nhấn vào đăng này, nhấn vào đăng này. Đó, ok. Sau khi nhấn vào đăng rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ này, các bạn qua lại này. Đó, sau đó các bạn di chuột, khi mà các bạn tạo ra tất cả trang này, sau đó các bạn qua lại cái trang website này, mở tab mới. Thì các bạn thấy là tất cả đây đã có những cái, ví dụ các bạn có blog, có trang chủ, trang giới thiệu đây rồi đúng không ạ? Thì làm thế nào để chỉnh sửa được cái phần này? Thì các bạn di chuột ra chỗ này, các bạn di chuột xuống ở dưới cái phần giao diện này. Sau đó di chuột phổ xuống có cái phần menu này cho mình. Click vào menu này. Đó, sau đó các bạn thấy này, ở đây thì các bạn cần phải tạo một cái menu mới. Thì có cái phần tên menu này, các bạn viết cho mình là menu chính chẳng hạn. Đó, các bạn viết cho mình là menu chính để các bạn hiểu. Đúng không ạ? Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ các bạn nhấn vào cái chỗ tạo trình đơn này cho mình. Click vào tạo trình đơn này. Đó, khi mà các bạn nhấn vào tạo trình đơn thì nó sẽ đưa các bạn đến cái trang này. Sau đó các bạn thấy có cái phần trang này rất 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 nhiều những cái trang mà vừa nãy mình vừa tạo nó nằm đây đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn nhấn vào xem tất cả trang, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ chọn toàn bộ này cho mình. Sau đó các bạn nhấn vào thêm vào menu. Đó, khi các bạn nhấn vào thêm vào menu thì các bạn thấy đây có hai cái trang chủ này đúng không ạ? Thì các bạn xóa cái trang mà này cho mình, các bạn xóa cái trang cái trang đầu tiên cho mình nha. Nhấn vào xóa này. Đó, các bạn đã xóa cái trang đầu tiên rồi thì các bạn lấy cái trang ở dưới này, các bạn bê cái trang này lên trước này. Đó, các bạn có thể là cho vào đây hoặc là cho lui vào đây chẳng hạn đúng không ạ? Đó, ví dụ như là mình trang chủ, sau đó mình sẽ có trang giới thiệu, sau đó mình có trang dịch vụ, đó, trang blog hoặc trang liên hệ đúng không ạ? Đó, sau đó mình lưu này, mình lưu menu này. Đó, thì đây mình sẽ cho nó là primary menu. Primary menu có nghĩa là menu chính đó. Các bạn sẽ cho nó thành cái menu chính. Menu chính là cái phần menu nó nằm đây này. Đó, sau khi các bạn cho menu, các bạn nhấn lưu menu này. Đó, thì các bạn qua lại cái trang web, các bạn nhấn vào reset này. Các bạn thấy các bạn đã có trang chủ, giới thiệu, dịch vụ, blog, liên hệ rồi đúng không ạ? Đó, thì đây, nếu mà các bạn cho trường hợp, ví dụ các bạn muốn cho thằng blog, thằng liên hệ này ở dưới cái phần làm blog này chẳng, thì thằng blog này sẽ là trang thằng mẹ của thằng liên hệ này nha. Ví dụ như thế, các bạn nhấn vào lưu menu này. Sau đó các bạn qua lại cái trang website, các bạn nhấn vào reset. Các bạn thấy cái phần blog này nó lại có cái phần liên hệ nào ở dưới này. Đó chính là lý do mà ở đây các bạn đã bê nó xuống một bậc đây thì nó sẽ là cái thằng con của thằng block đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn có thể bê qua lại. Đó, mình đây là mình làm ví dụ để các bạn hiểu chính xác về nó thôi. Đó, các mình lưu lại này. Đó, sau đó mình qua lại cái trang website mình reset thì các bạn thấy nó đã không như thế rồi. Đó, thì nếu các bạn muốn có một cái trang block nhỏ, cái trang con làm một cái thằng con của menu này thì các bạn có thể làm như thế nhé. Đó chính là cách mà các bạn cho menu ở trên cái trang website của các bạn nha. Đó thì đầu tiên là mình sẽ hướng các bạn làm thế nào để chúng ta đi tạo cái phần trang chủ đúng không ạ? Khi mà các bạn thấy đây, khi các bạn click vào cái phần trang chủ thì không có cái gì cả, nó chỉ có một cái trang chủ nó nằm đây. Khi các bạn click vào cái này thì nó như này thôi. Thì bây giờ mình muốn là người ta click vào cái này thì nó nằm ở trang chủ này đúng không ạ? Thì để làm được điều đó thì các bạn di chuột vào đây. Đây mình ví dụ luôn nhỉ, ví dụ các bạn vào Apple chẳng hạn, ví dụ các bạn vào trang website của Apple chẳng hạn, thì các bạn mình sẽ làm ví dụ để các bạn hiểu này. Đó, đây là cái trang chủ của Apple nhá. Khi mà các bạn vào cái trang mass này chẳng hạn thì các bạn không có cái phần mà trang chủ đúng không ạ? Các bạn không có cái phần trang chủ mà các bạn cần phải click vào cái logo để các bạn qua lại cái trang chủ đúng không ạ? Thì bây giờ mình muốn làm như thế đúng không? Mình không muốn là cái trang chủ đây. Hoặc là nếu các bạn muốn các bạn để đây cũng được, nhưng mà khi người ta click vào cái logo hoặc là cái tên ấy thì nó phải qua lại trang chủ đúng không ạ? Đó, thì để làm điều đó thì các bạn qua lại cái trang website mình sẽ hướng các bạn làm. Đó, thì đây
Đây các bạn di chuột xuống cái phần các bạn di chuột vào cái phần cài đặt này, sau đó các bạn chọn cho mình là cái phần đọc này cho mình, click vào phần đọc. Sau đó đến đây thì các bạn thấy đây là bài viết mới nhất, có nghĩa là mặt định của nó sinh này, các bạn tích vào cái thứ hai cho mình. Sau đó các bạn nhấn vào cái phần trang chủ này, các bạn chọn cho mình là trang chủ. Sau đó cái phần bài viết này các bạn chọn cho mình là blog nha. Đó, trang chủ, bài viết, blog. Sau đó các bạn nhấn vào lưu này, lưu thay đổi này. Đó thì các bạn qua lại trang website này, các bạn reset lại. Đó thì tương tự như vậy, đó khi mà các bạn click vào trang chủ nó vẫn nằm đây, còn khi nào các bạn click vào cái logo hoặc là cái tên của website các bạn thì nó vẫn nằm đây. Đó chính là cách mà các bạn có thể là chỉnh sửa ở trong cho menu khi người ta click vào logo mà nó sẽ nằm ở đây nha. Đó. Tiếp theo mình sẽ hướng các bạn làm thế nào để chúng ta đi tạo được cái trang chủ nó rất là đẹp và chuyên nghiệp đúng không ạ? Đó, thì để tạo được cái trang chủ đẹp và chuyên nghiệp thì các bạn qua lại cái phần này, các bạn nhấn vào bảng tin này. Sau đó các bạn di chuột ra ở dưới cái phần có cái phần mà Elements này cho mình. Sau đó di chuột ra cái phần Free Kits này nha. Click vào chỗ Free Kits. Thì khi các bạn click vào Free Kits thì các bạn thấy ở đây có rất là nhiều cái template mà các bạn có thể sử dụng. Nếu mà các bạn chưa biết chọn cái phần Free như nào thì các bạn có thể di chuột lên trên này. Các bạn click vào cái phần mà Free Kits này này. Nếu mà các bạn chọn Premium hoặc là các bạn chỉ cần click vào đây thì nó sẽ đưa ra tất cả những cái template mà nó có trả phí nhá. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tiết kiệm nhất, làm thế nào để ta dùng cái miễn phí thôi. Thì các bạn nhớ chọn cho mình là cái phần Free Kits này nhá. Thì các bạn sẽ dùng được tất cả những cái gọi là những cái template miễn phí ở trong phần này. Nếu bạn thấy thì đây các bạn hoàn toàn có thể tạo bất kỳ trang website nào, bất kỳ cái lĩnh vực nào mà các bạn muốn. Các bạn thấy thì đây có rất nhiều cái giao diện hay gọi là cái template mà các bạn có thể sử dụng đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn xem cái này, các bạn thích cái này chẳng hạn, mà các bạn muốn dùng cái này cho trang website của bạn thì các bạn hoàn toàn có thể làm được bằng cách nhấn vào cái chỗ Install Kit này nha. Thì đây các bạn hoàn toàn có thể xem nó đẹp như nào này, các bạn nhấn vào chỗ Preview này này. Đó, khi các bạn nhấn vào Preview thì nó sẽ mở ra một cái trang mới. Mà trang này các bạn sẽ xem hoàn toàn những cái trang nó đẹp như nào, nó các bạn có thích không đúng không ạ? Ví dụ như là đây các bạn có thể click cái này. Các bạn thấy là cái Home. Đó, đây các bạn thấy là nó mở ra rất là đẹp đúng không ạ? Ví dụ các bạn muốn dùng cái này trở thành cái trang website của bạn thì hoàn toàn các bạn có thể dùng được nha. Đó, nếu các bạn qua lại thì các bạn có thể là vào nhấn vào cái chỗ này này các bạn thấy. Đó, thì đây trong cái phần mà Element này ấy, thì cái plugin này có rất nhiều cái template mà các bạn có thể sử dụng. Thì ở đây người ta không chỉ là thiết kế một cái trang chủ mà người ta sẽ thiết kế 2-3 cái trang chủ. Các bạn có thể lựa chọn một trong những cái đó để trở thành cái trang website của bạn nha. Đó, các bạn thấy này, cái Home 1, Home 2, Home 3. Ví dụ các bạn không thích cái Home 1 này chẳng hạn thì các bạn có thể là chọn cái Home 2 này với cái giao diện như này đúng không ạ? Đó, nó rất đẹp đúng không ạ? Hoặc là đây các bạn qua lại, các bạn hoàn toàn có thể là search theo chủ đề này. Ví dụ như các bạn muốn làm, các bạn làm nhiều ngành khác nhau đúng không ạ? Thì các bạn nhấn vào cái chỗ category bên này này. Sau đó ví dụ các bạn làm về website giới thiệu công ty chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn cái này. Bạn nào làm về du lịch thì các bạn chọn cái travel. Hoặc là bạn nào làm về đồ ăn, thức uống thì các bạn nào chọn food đúng không ạ? Đó, thì đây mình sẽ làm ví dụ. Mình ví dụ như là mình chọn làm về giới thiệu công ty chẳng hạn đi đúng không ạ? Mình click vào đây. Đó thì có rất nhiều giao diện các bạn có thể lựa chọn, các bạn thích cái nào thì các bạn chọn nha. Còn đây thì mình sẽ chọn một cái giao diện mình đã chọn có sẵn đây. Đấy thì đây mình sẽ chọn cái này là cái giao diện của mình. Thì để xem thì các bạn nhấn vào chỗ Preview này này. Còn đây thì bây giờ mình có thể mình nhấn vào cái chỗ Install Kit này. Mình click vào Install Kit này. Thì bây giờ nó bắt đầu download về trang website của mình. Thì các bạn thấy khi mà các bạn nhấn vào Install Kit thì các bạn nhấn vào cái chỗ View Kit này. Đó, khi các bạn nhấn vào View Kits thì các bạn thấy đây, tất cả những cái trang này các bạn đã download về trang website của bạn ở trong cái phần plugin này rồi. Nhưng mà nếu các bạn muốn dùng cái nào thì các bạn cần phải download một lần nữa. Thì các bạn nhớ này, cái trang website của mình. Đó, các bạn thấy này, cái trang website của mình đầu tiên là có cái phần trang chủ đúng không ạ? Thứ hai là có cái phần giới thiệu, thứ ba là có phần dịch vụ, thứ tư là có phần blog, thứ năm là cái phần liên hệ đúng không ạ? Thì các bạn cần phải tải lường lượt những cái trang để các bạn lắp vào đây. Ví dụ các bạn tải trang chủ chẳng thì các bạn lắp vào trang chủ, tải trang liên hệ, giới thiệu thì các bạn lắp vào giới thiệu và lường lượt như vậy cho cái trang khác đúng không ạ? Thì đây thì ví dụ các bạn có ở đây có rất là nhiều cái trang chủ mà người ta cho các bạn lựa chọn này. Thì đây các bạn có thể là xem này, ví dụ các bạn muốn xem cái này chẳng hạn. Đó, các bạn thích cái này thành trang chủ các bạn chẳng hạn đúng không ạ? Đó, hoặc là các bạn click chỗ này, các bạn thích cái này thành trang chủ các bạn chẳng hạn đúng không ạ? Đó, thì đây mình sẽ làm ví dụ như là mình thích cái này là cái trang chủ của mình đi. Sau đó mình nhấn vào chỗ import này này. Đó,
Khi mà mình import thì nó download về này. Tiếp theo là mình sẽ chọn một cái trang. Các bạn nhớ là khi mà các bạn thấy có cái phần đỏ đỏ này, có nghĩa là khi mà các bạn dùng cái trang chủ này thì các bạn cần phải mua Elementor Pro nha. Các bạn thấy này, ở đây nó có tên là Elementor Pro is required for this template này. Thì nếu mà các bạn muốn dùng cái này thì các bạn cần phải mua cái phiên bản Elementor Pro thì các bạn mới có thể dùng được. Thì đây thì mình sẽ không dùng cái phần này đúng không ạ? Mình hướng dẫn các bạn miễn phí, còn bạn nào muốn, bạn nào thích thì các bạn có thể dùng cái này. Các bạn chỉ cần trả phí cho Elementor Pro là các bạn có thể dùng được nha. Đó, đây thì mình tải một cái trang chủ rồi này, mình tìm một cái trang gọi là trang giới thiệu. Mình sẽ dùng cái phần about này là trang giới thiệu đi. Mình nhấn vào about này. Đó, mình đã có hai trang rồi nhá. Tiếp theo các bạn thấy là mình sẽ có cái trang mà dịch vụ đúng không ạ? Đó, mình sẽ tải cái trang gọi là dịch vụ về. Đó, mình sẽ tìm một cái trang dịch vụ. Ở đây mình có cái phần mà dịch vụ đây. Đó, mình xem nào. Đó, ví dụ đây là trang dịch vụ của mình chẳng hạn đúng không ạ? Đó, sau đó mình nhấn vào chỗ import này. Đó, import complete. Đó, tiếp theo là mình có cái trang gọi là blog. Blog thì các bạn không cần tải về nhé. Blog thì các bạn làm mặc định ở trong cái giao diện là ok rồi nha. Tiếp theo là cái phần liên hệ thôi. Thì các bạn tải cái phần liên hệ này. Xem có cái phần liên hệ nào mà nó dễ dễ, nó nhìn nó không rối mắt đúng không ạ? Đó, các bạn có thể xem này. Đó, ví dụ mình xem như này. Đó, ví dụ các bạn thích cái này thành cái trang liên hệ đi đúng không ạ? Sau đó các bạn nhấn vào chỗ import này. Đó thì ok, các bạn đã có đủ rồi nha. Đợi cái này tải nốt về nên là các bạn đã có đủ đúng không ạ? Đó, các bạn đã có đủ. Ok, các bạn này đã tải được về rồi. Sau khi tải được về rồi thì các bạn qua lại cái trang website này. Sau đó các bạn nhấn vào reset, hoặc là các bạn vào đây các bạn nhấn vào cái chỗ send trang này thì hoàn toàn như nhau cả nha. Đó, các bạn nhấn vào reset thì bây giờ hoàn toàn nó không có gì thay đổi cả đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn chưa lắp vào từng cái. Để lắp được vào từng cái trang giới thiệu, trang dịch vụ hay trang liên hệ để nó đẹp như trang của các bạn vừa tải về ấy, thì các bạn nhấn vào cái chỗ đầu tiên, các bạn nhấn vào trang chủ này, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ sửa trang này, click vào sửa trang. Sau khi nhấn vào click sửa trang ấy thì các bạn cần phải lưu ý cho mình một cái điều trong cái phần cài đặt này. Các bạn di chuột ra cái phần bên này, các bạn chỉnh cho mình cái phần content layout này thành là full width straight. Đó, các bạn chỉnh cho mình là full width straight nha. Sau đó nhấn vào cập nhật. Sau đó các bạn nhấn vào sửa với Elementor ở đây. Đó, thì khi mà các bạn nhấn vào sửa với Elementor thì các bạn thấy đi. À, cái trang này nó đang có cái phần sidebar này. Thì các bạn cần phải qua lại xóa cái phần sidebar này cho mình nữa. Thì để qua lại các bạn nhấn vào cái chỗ này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ thoát về bản tin này. Có thể là của các bạn sẽ không có nhé. Các bạn chỉnh lại ở chỗ các phần mà sidebar này. Thì các bạn chọn cho mình là no sidebar nhé. Cái phần sidebar này chọn cho mình no sidebar. Cái phần content layout này chọn cho mình là full width straight. Sau đó các bạn nhấn cập nhật. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ sửa với Elementor ở đây. Sửa với Elementor. Thì ngay lập tức các bạn thấy là có cái phần bên tay phải nó đã bị mất đi rồi đúng không ạ? Đó. Thì đây thì là cách làm việc của Elementor. Các bạn thấy ở phía bên tay phải, à tay trái là Elementor này. Đó, ở trong này là cái phần mà các bạn thiết kế, các bạn làm việc ở trong này này. Thì đây là một cái video mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tại một trang website. Thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn dùng nhiều cái phần Elementor này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Elementor là gì thì các bạn có thể là lên trên YouTube này. Các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn search cho mình là Elementor tất tần tật. Đó, các bạn search cho mình là Elementor tất tần tật. Thì mình đã giải thích rất là chi tiết từng cái element ở trong Elementor rồi. Thì các bạn có thể vào đó các bạn xem từng cái chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn về Elementor nha. Còn trong video này mình sẽ giúp các bạn làm thế nào để các bạn hiểu chính xác nhất, để làm thế nào để các bạn dễ dàng nhất để tạo một trang website nha. Còn nếu các bạn muốn học sâu hơn thì các bạn thể là lên từng cái element học ở trên YouTube này. Mình đã chia ra những cái đoạn rất là cụ thể ở trong này rồi. Ở đây có một số cái phần mà các bạn cần lưu ý. Ở đây các bạn thấy là có cái phần cơ bản này, cái phần này miễn phí 100% các bạn có thể sử dụng này. Có cái phần là pro này, cái phần này là các bạn cần phải trả phí. Khi các bạn click vào đây chẳng hạn thì các bạn có một cái pop-up nó bật ra như này. Người ta như này thì các bạn cần phải mua cái phiên bản pro đúng không ạ? Đó, thì phần cơ bản các bạn dùng miễn phí và dưới này có cái phần chung này các bạn được dùng miễn phí nha. Thì hai phần này mình đã giải thích rất là chi tiết ở trên kênh YouTube của mình rồi các bạn. Nếu các bạn muốn học thêm thì các bạn có thể xem thêm trên đó. Nhưng mà trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để các bạn hiểu rõ nhất, để các bạn dễ dàng nhất. Chứ các bạn cũng không cần phải học
từng cái đâu. Nếu mà bạn là muốn học chuyên sâu hơn thì các bạn mới học từng cái. Còn trong video này mình học giúp các bạn làm thế nào để chỉnh sửa một trang website đẹp như trang vừa nãy mình hướng dẫn các bạn là ok nha. Đó, ok, thì đây là trang chủ nha. Thì để dùng được cái template vừa nãy các bạn vừa tải về thì các bạn di chuột ra cái phần giữa này này, click vào cái phần giữa này. Sau đó các bạn di chuột ra cái phần mẫu của tôi. Đó thì đây các bạn thấy là tất cả những gì các bạn tải về nó đã nằm đây, đúng không ạ? Các bạn thấy cái phần home này này là cái phần trang chủ này, các bạn có thể xem này, các bạn nhấn vào chỗ xem trước này, này. Đó, khi các bạn nhấn xem trước các bạn thấy này, nó như này này. Đó. Đó thì đây là cái trang các bạn thích rồi đúng không ạ? Thì các bạn vào đây. Sau đó các bạn nhấn vào cái phần mà chèn này cho mình, click vào phần chèn, sau đó các bạn nhấn vào có. Ok, khi các bạn nhấn vào chèn, sau đó các bạn nhấn vào có thì các bạn thấy ngay lập tức nó bay ra cái trang mới và trang website, trang chủ của bạn đang rất là đẹp. Các bạn thấy ạ, trang chủ nó đang rất rất đẹp rồi đúng không ạ? Các bạn thấy nó rất đẹp và rất chuyên nghiệp rồi đúng không ạ? Đó. Đó, ok, các bạn đã tải về rồi. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa trở thành của bạn nha. Bây giờ các bạn nhấn vào cập nhật cho mình, click vào chỗ cập nhật này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ xem trước thay đổi này, click vào chỗ mắt này. Đó, click cái mắt này thì nó sẽ bay ra cái trang như này. Thì bây giờ các bạn click trang chủ chẳng hạn, thì các bạn thấy đó, đây là các bạn đã có một trang chủ rất đẹp và rất chuyên nghiệp rồi đúng không ạ? Đó, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa cái này trở thành trang website các bạn nha. Đó, ok, tiếp theo các bạn sửa cái trang gọi là trang giới thiệu này. Các bạn click vào cho trang giới thiệu thì các bạn thấy trang giới thiệu nó đang không có cái gì. Thì tương tự như vậy, các bạn nhấn một cái chỗ sửa trang này cho mình. Sau đó các bạn di chuột ra bên này, các bạn nhớ là chỉnh sửa cho mình cái phần sidebar này là no sidebar, còn cái phần mà current dial này chỉnh cho mình là full width straight. Sau đó nhấn vào cập nhật này. Sau đó nhấn vào sửa với Elementor. Sau đó di chuột vào cái giữa này. Sau đó chọn mẫu của tôi. Sau đó các bạn thấy là cái phần này là phần giới thiệu đúng không ạ? Thì giới thiệu là about, vừa nãy các bạn vừa tải về này. Sau đó các bạn nhấn vào chèn này. Sau đó các bạn nhấn vào có này. Đó, ok, các bạn thấy ạ, chỉ cho một nốt nhạc các bạn đã có một cái trang giới thiệu rất đẹp. Đó, ok, nó rất đẹp đúng không ạ? Đó, nó rất 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 đẹp rồi. Các bạn thấy ạ, rất đẹp, rất chuyên nghiệp đúng không ạ? À, ok, sau đó các bạn nhấn vào cập nhật này. Đó, sau đó các bạn nhấn vào xem trước thay đổi này. Các bạn thấy ạ, nó rất đẹp. Đây là có một số cái nó đang bị mất. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa cho chữ nó đẹp lên nha. Các bạn thấy là một số cái phần nó đang bị mất này. Đó, tiếp theo cái phần mà dịch vụ, các bạn click vào phần dịch vụ này. Sau đó các bạn nhấn vào sửa trang này. Sau đó các bạn di chuột ra bên này, cho cái phần mà đây no sidebar này, cho cái phần này là full width straight. Sau đó nhấn vào cập nhật này. Sau đó di chuột vào cái phần sửa của Elementor này, click sửa của Elementor. Sau đó di chuột vào cái phần giữa này. Sau đó chọn mẫu của tôi. Đó, cái phần này là cái phần mà gọi là cái phần dịch vụ đúng không ạ? Thì vừa nãy mình tải về gọi là service đây đúng không ạ? Thì các bạn nhấn vào chỗ chèn này. Sau đó các bạn nhấn vào có. Đó, khi các bạn tải về các bạn thấy ạ, chỉ trong một nốt nhạc các bạn lại có một cái trang gọi là cái trang dịch vụ rất đẹp rồi đúng không ạ? Thì trong cái template này mình tải về mình không hiểu sao là nó lại bị mất một số cái màu. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa, nhưng mà nếu của các bạn tải về mình đảm bảo là của các bạn nó sẽ không mất những cái chữ cái màu đây đâu. Đó, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa. Sau khi tải về rồi các bạn nhấn vào cập nhật này. Ok, sau đó các bạn nhấn vào xem trước thay đổi này. Tiếp theo là cái trang gọi là trang liên hệ, các bạn click vào trang liên hệ này. Sau đó các bạn nhấn vào sửa trang này. Sau đó ở đây tương tự như vậy, các bạn chỉnh cho này no sidebar này, cho mình là full width straight, sau đó nhấn vào cập nhật này. Sau đó nhấn vào sửa với Elementor. Sau đó các bạn di chuột ra cái phần giữa này. Sau đó các bạn nhấn vào mẫu của tôi. Thì tương tự như vậy, cái phần liên hệ gọi là contact to này đúng không ạ? Các bạn nhấn vào chèn này, nhấn vào có này. Đó, ok. Đó, lại trong một nốt nhạc các bạn lại có một trang liên hệ rất đẹp rồi đúng không ạ? Đó, nó rất đẹp. Sau khi ok rồi, các bạn nhấn vào cập nhật này.
Sau đó các bạn nhấn vào xem chút thay đổi này. Đó, ok, các bạn đã tạo được tất cả các trang này. Các bạn nhấn vào cái logo này hoặc là nhấn vào trang chủ, các bạn có lại các bạn thấy ạ. Nó rất đẹp rồi đúng không ạ? Trang chủ đang rất là đẹp. Đó, đây trang chủ rất đẹp là cái tên website của bạn này. Đây này. Nó rất đẹp rồi. Ok. Đó. Ok, thì bây giờ các bạn đã tải được template về rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa những cái template này trở thành các bạn có thể thay đổi chữ này, thay đổi màu này, thay đổi font rồi thay đổi mọi thứ, các bạn có thể thêm một cái gì đó hoặc là bớt một cái gì đó đúng không ạ? Đó, thì để sửa được như vậy thì các bạn di chuột ra. À, đầu tiên hãy để mình tắt tất cả những cái này đi. Đó, mình tắt tất cả những cái này đi, mình làm việc đúng một cái thôi thì nó không rối mắt. À, đây. Đó, mình như cái này đó, vào trang chủ này mình sửa trang chủ trước này. Các bạn di chuột vào cái phần mà sửa với Elemental này cho mình, click vào sửa với Elemental. Đó, khi các bạn click vào sửa với Elemental thì các bạn thấy các bạn di chuột vào đâu thì nó có một cái bút này, di chuột vào đâu thì nó có một cái bút như này đúng không ạ? Đó, các bạn thấy này, di chuột ở dưới này nó luôn có một cái bút đó. Đó chính là cách làm việc của Elemental. Nếu mà các bạn muốn sửa bất kỳ cái gì đó thì các bạn sẽ click vào cái bút nha. Đó, đây. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa được cái ảnh đằng sau này trước nha. Thì tư duy các bạn hiểu, mình sẽ đưa ra các bạn một cái tư duy cụ thể để các bạn có thể thay đổi bất kỳ cái ảnh nào ở trong cái phần gọi là cái phần này ấy. Cứ mỗi có một cái phần to như này thì nó có một cái chức năng khác nhau. Thì bây giờ tư duy sửa là như này. Ví dụ các bạn muốn sửa cái ảnh to đằng sau này đúng không ạ? Thì các bạn cần phải nhấn vào cái giữa này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ kiểu này. Thì các bạn thấy cái ảnh nó nằm đây này. Ví dụ các bạn muốn thay cái ảnh này thì các bạn chỉ cần click vào đây. Sau đó các bạn chọn một cái ảnh nào đó ở trong này. Ví dụ mình chọn cái này chẳng hạn. Sau đó mình nhấn vào chèn Media. Thì các bạn thấy mình đã có một cái ảnh nó rất đẹp rồi đúng không ạ? Đó thì tương tự như vậy. Các bạn muốn thay đổi cái ảnh khác thì cũng vào đây để chỉnh sửa ảnh khác đúng không ạ? Đây ví dụ mình qua lại cái ảnh này. Sau đó mình nhấn vào chèn Media. Đó thì mình lại qua lại cái ảnh này đúng không ạ? Thì đây có một số chức năng mà bởi vì sao nó bị loạn đây. Thì các bạn thấy là chữ nó đang màu trắng mà nó hơi màu trắng này đúng không ạ? Thì các bạn có một cái chức năng các bạn nhấn vào kiểu này. Đầu tiên các bạn nhấn vào cái dấu chấm này trước, cái dấu chấm này trước qua lại cái phần này. Sau đó các bạn nhấn vào lớp phủ nền này. Sau đó ở đây các bạn thấy khi mình nhấn vào lớp phủ nền thì nó ngay lập tức nó bay ra như này đúng không ạ? Đó thì đây có cái phần gradient này, các bạn hoàn toàn có thể là cho cái ảnh này, các bạn có thể là cho như này này, đó cho hơi tối như này, đó cho hơi tối, nhưng các bạn hoàn toàn có thể chọn màu này, vào đây để chọn màu này. Đó, các bạn có thể chọn màu nó cho nó như nào, nó cho nó đẹp đúng không ạ? Đó, ví dụ như là đây mình sẽ chọn. Đó, ví dụ các bạn có thể chọn màu cái này đúng không ạ? Đó, hoặc là các bạn có thể là cho gradient là cho hai màu khác nhau như này, đúng không ạ? Hoặc là các bạn qua lại đúng một màu thôi thì như này, đúng không ạ? Nó rất đơn giản như vậy. Các bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ cái nào màu như các bạn. Đó, các bạn thấy bây giờ màu chữ nó đã rõ hơn đúng không ạ? Đó, đó chính là cách mà các bạn có thể chỉnh sửa ảnh rồi cho thêm màu cho nó tối hơn một chút rồi trên cái phần này nha. Đó, tiếp theo này. Thì các bạn nhớ là đây là một cái tư duy mà các bạn thay đổi hình ảnh nha. Đây là thay đổi hình ảnh cho bất kỳ cái hình ảnh nào. Ví dụ các bạn muốn thay đổi cái hình ảnh to này cũng tương tự như vậy. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ này này. Sau đó nhấn vào kiểu này. Sau đó các bạn có thể thay đổi ảnh. Hoặc là các bạn có thể là di chuột xuống cái phần mà lớp phủ nền này. Sau đó để chọn cái ảnh nó tối hơn một chút. Cho nó tối hơn một chút để chữ dễ thấy chẳng hạn. Thì tương tự cho tất cả những cái hình ảnh khác to như này. Thì các bạn sửa tương tự như nhau nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa chữ đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ đưa ra các bạn một cái tư duy chung cho tất cả các trang. Bây giờ nếu các bạn muốn sửa chữ nào thì các bạn click vào cái đó đúng không ạ? Khi các bạn click cái đó thì nó luôn là chạy chạy ra một cái chữ bên này. Đó, hoặc là các bạn có thể vào đây các bạn bôi đen lại. Đó, sau các bạn sửa trực tiếp ở trong này luôn. Đó, ví dụ như là mình sẽ viết là học thiết kế web chẳng hạn. Đó ví dụ như vậy đúng không ạ? Thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa sửa cái nào thì các bạn chỉ cần bôi đen cái đó là được. Đó ví dụ các bạn sửa cái trên này chẳng bôi đen cái trên này, sau đó sửa đúng không ạ? Rất đơn giản như vậy, tương tự như các phần khác thì tương tự như nhau đúng không ạ?
Đó, thì các bạn muốn sửa cái nào thì các bạn chỉ cần click vào đó, sau đó sửa cho chữ vào là ok nha. Đó, thì trong video này mình sẽ không hướng dẫn sửa từng cái, như thế sẽ mất thời gian rất là nhiều đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn hiểu tư duy rồi, cái ngành của các bạn, cái công việc của các bạn, cái website của bạn, các bạn sẽ tự biết là làm thế nào cho chữ, làm thế nào để thu khách, làm thế nào để viết như nào để cho khách hiểu, cách biết về cái dịch vụ của các bạn, thì các bạn có thể tự cho vào nha. Đó, tiếp theo mình sẽ hướng các bạn làm thế nào để chỉnh sửa cái post đồng này đúng không ạ? Làm thế nào để người ta click cái phần này thì đến cái phần mà mình muốn điều hướng người ta đến đúng không ạ? Đó, thì đầu tiên để sửa được cái phần này thì tương tự như vậy, các bạn muốn sửa được cái chữ thì các bạn chỉ cần click cái bút này hoặc là click vào đây, ô đen này, sau đó sửa cái chữ. Ví dụ các bạn biết là xem thế hoặc là xem dịch vụ hoặc là liên hệ cái gì đó đúng không ạ? Ví dụ như mình biết là xem thêm hoặc là mình biết là liên hệ đi. Liên hệ, đó, ví dụ như vậy đúng không ạ? Đó, thì bây giờ các bạn muốn sửa màu đúng không ạ? Bởi vì sao nó hơi tối thì mình muốn cho màu cho nó chẳng hạn, thì các bạn di chuột vào chỗ kiểu này, sau đó các bạn vào cái phần mà màu nền này, các bạn có thể là cho nó màu nó to lên, ví dụ các bạn cho màu đen chẳng hạn, mình nghĩ là ví dụ mình cho màu đen đúng không ạ? Sau đó các bạn nhấn một chữ này, các bạn cho chữ màu trắng chẳng hạn. Đó, như này đúng không ạ? Các bạn có thể làm như này. Đó, đó các bạn nhìn qua lại chỗ nội dung này. Đó, cái phần này các bạn có thể là cho cực lớn chẳng hạn thì nó to như này. Hoặc là các bạn có thể cho trung bình thì nó nhỏ như này. Đó, ví dụ mình cho lớn thôi, như này thôi chẳng hạn. Đó, nhưng mà bây giờ mình muốn người ta click chỗ này thì người ta đến cái phần liên hệ cơ thì làm như nào đúng không ạ? Đó, thì bây giờ các bạn cần phải cho cái link của trang liên hệ vào đây này. Đó, các bạn cần phải copy cái link đó. Thì đây để mình vào cái trang website của mình lại. Đó, để mình copy cái link đó. Ví dụ như mình muốn người ta click vào đó thì đến cái trang liên hệ như này cơ đúng không ạ? Thì mình copy cái link này, chuột phải, sao chép này. Sau đó các bạn qua lại đây. Các bạn chỉ cần chuột phải, sau đó dán vào đây. Thì các bạn dán cái link vào đây. Khi người ta click vào chỗ này, ngay lập tức sẽ đưa người ta đến cái trang này. Đúng không ạ? Thì các bạn hiểu tư duy là như vậy. Đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn có thể chỉnh sửa cái button cho màu và chữ rồi cho link vào nha. Đó, tư duy tương tự như vậy các bạn có thể sửa bất kỳ cái button, ví dụ các bạn muốn sửa cái này chẳng hạn hoặc là sửa cái này chẳng hạn thì tương tự như nhau nha, tất cả các trang khác thì tương tự như nhau, thì mình sẽ không sửa từng cái trong cái video này nữa nha. Đó, ok, đó chính là cách mà các bạn có thể sửa phần button. Tiếp theo là cái phần mà các bạn muốn sửa cho những cái chữ này, các bạn cho màu khác hoặc là cho icon khác thì sao đúng không ạ? Đó, ví dụ các bạn muốn sửa cái màu này thì màu khác chẳng hạn, thì tương tự như vậy các bạn click vào chỗ này này, click chỗ này, sau đó các bạn nhấn vào chỗ kiểu này này. Các bạn thấy đây là cái màu này, đó, đây là cái màu của nó này. Các bạn có thể chỉnh sửa màu đỏ, màu đen, rồi màu cái gì đó đúng không ạ? Tùy các bạn đúng không ạ? Đó, thì đây là cái màu mà các bạn muốn di chuột vào đâu thì nó có cái màu mà các bạn muốn đúng không ạ? Đó, thì qua lại cái màu cũ này. Đó, thì đây là chính là cách các bạn sửa màu cho tất cả. Còn sửa chữ thì tương tự như vậy, các bạn click vào cái này, sau đó các bạn bôi đen lại, sau đó các bạn sửa thôi đúng không ạ? Hoặc là các bạn sửa trực tiếp lên trên này luôn, cái phần mô tả tiêu đề này các bạn sửa trực tiếp bên này luôn. Đó, các bạn muốn thay đổi cái icon này này thì các bạn nhấn vào cái chỗ này này, click vào chỗ này thì các bạn thay đổi cái khác, các bạn có thể search là crotch chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ có xe. Hoặc là các bạn search cái gì đó thì có rất nhiều cái icon đây mà các bạn có thể sử dụng. Ví dụ các bạn search là Facebook chẳng hạn thì nó có Facebook đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn thể để chọn. Ví dụ như mình chọn Facebook chẳng hạn, nhấn vào trang này các bạn thấy có Facebook ở đây đúng không ạ? Thì các bạn có thể chọn bất kỳ gì đó. Ví dụ đây là ví dụ các bạn nói về dịch vụ của các bạn chẳng hạn. Đây chữ nó đang bị mất đây. Đó, chữ đang bị mất này, mình sẽ cho chữ nó lại là màu đen. Cho màu đen. Đó, sau đó mình viết là ví dụ như là mình viết là dịch vụ của chúng tôi, dịch vụ hoặc là dịch vụ thôi. Sau đó ví dụ như các bạn viết đây là về Facebook marketing chẳng hạn, Facebook marketing hoặc là quảng cáo Facebook gì đấy đúng không ạ? Đó, thì ví dụ như vậy thì các bạn có thể cho icon của Facebook vào đây hoặc là những cái khác đúng không ạ? Đó, thì tư duy là như vậy nha, các bạn hiểu như vậy là ok rồi nha. Đó, sửa ảnh này, những cái phần này thì mình nghĩ là các bạn cũng biết đúng không ạ? Phần này thì chắc các bạn cũng biết rồi, mình nghĩ là không cần giải thích nhiều. Đó, cái này chỉ là một cái icon, các bạn thấy là click vào đây thì nó chỉ là một cái hình ảnh icon đây thôi. Đó, click ở đây nó chỉ là một cái hình ảnh icon thôi. Đó, thì cái phần này thì các bạn muốn xóa đi thì xóa đúng không ạ? Đó.
Đó đó chính là cách mà các bạn thể sửa bất kỳ cái gì đó ở trong cái phần này nha. Đó các bạn thấy chữ nó đang bị chữ chữ nó đang bị mất này, cái này nó bị mất này. Đó, các bạn có thể là cho nó đen lại. Đó có một số cái phần nó bị mất nhé, thì các bạn nhớ click vào hoặc là xóa đi đúng không ạ? Đó. Thì tương tự như vậy, các bạn muốn sửa cái phần khác thì tương tự như nhau nha. Thì cái này là cái button, thì ví dụ các bạn muốn cho giá như nào thì tùy các bạn đúng không ạ? Thì các bạn mình sẽ không đi vào từng cái ở trong cái phần này. Đây ví dụ như là giá cả, giá quảng cáo Facebook chẳng hạn, giá quảng cáo hoặc giá ads, giá dịch vụ hoặc gì đó đúng không ạ? Dịch vụ đó, ví dụ mình viết là giá dịch vụ, ví dụ các bạn viết là đây quảng cáo Facebook mà như này chẳng hạn đúng không ạ? Đó rất đơn giản như vậy, các bạn có thể chỉnh sửa nha. Đây các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa này, các bạn cho màu tối hơn một chút này bởi vì nó nhiễm vào kiểu này, sau đó nhiễm vào lớp phủ nền chỗ này, đó như này nó đẹp hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đó sau đó các bạn đây này. Ok, đó chính là cách mà các bạn có thể sửa bất kỳ cái gì đó ở trong cái trang website của bạn. Nhưng mà câu hỏi là nếu mà các bạn muốn thêm cái gì đó thì sao? Hoặc là các bạn muốn xóa một cái gì đó thì sao đúng không ạ? Đó đây mình ví dụ như, đầu tiên là ví dụ các bạn muốn xóa một cái gì đó đi. Đó, bây giờ ví dụ như là các bạn muốn xóa, ví dụ các bạn muốn xóa cái này đi chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần nhấn vào chuột phải, sau đó có cái phần xóa này, click vào đây, thì các bạn thấy nó đã bị xóa đúng không ạ? Đúng không ạ? Rất đơn giản như vậy. Thì mình nhấn Ctrl Z thì nó qua lại. Đó thì tương tự như vậy, các bạn muốn thay đổi hình ảnh này, click vào chỗ này, click chỗ này, nhấn vào kiểu này, sau đó các bạn thay cái hình ảnh này, sau đó các bạn click chỗ này, đó thay cái hình ảnh này đúng không ạ? Hoặc là các bạn không thích hình ảnh thì các bạn nhấn chuột phải này, sau đó nhấn vào chỗ xóa này thôi. Đó xóa tất cả những cái khác thì tương tự như vậy, các bạn chỉ cần nhấn vào chuột phải sau đó xóa. Đó không thích cái nào thì nhấn vào chuột phải xóa đi. Đó đó chính là cái tư duy mà các bạn có thể xóa bất kỳ gì ở trong cái trang website của bạn nha. Tiếp theo, làm thế nào để thêm được một cái mới ở cho cái trang website của bạn đúng không ạ? Khi mà các bạn xóa rồi thì các bạn muốn thêm cái mới thì sao đúng không ạ? Để thêm một cái mới thì rất đơn giản, ví dụ các bạn muốn thêm ở dưới cuối này chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái dấu cộng này này, hoặc là cái đơn giản nhất là các bạn qua lại mấy cái dấu chấm này, sau đó các bạn thích một cái hình ảnh chẳng hạn thì các bạn chỉ cần bê cái hình đó vào đây, thả vào đây. Đó, các bạn thấy ạ? Thả vào đây thì các bạn nhấn vào cái chỗ chọn ảnh này này. Sau đó các bạn chọn một cái ảnh nào đó của cô nào đó lên, ví dụ như mình chọn cô này chẳng hạn, các bạn thấy có hình ảnh rồi, rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Muốn thêm cái gì đó thì các bạn chỉ cần kéo từ đây thả vào đây, hoặc là các bạn có thể click vào dấu cộng này. Ví dụ ý tưởng các bạn là các bạn muốn có ba cái hình hoặc là ba cái cột này, các bạn muốn bên trái có hình ảnh, bên phải có hình ảnh, bên trái có chữ chẳng hạn, thì các bạn có thể click vào đây, thì các bạn có thể là cho chữ, đầu tiên là các bạn cho chữ ra bên tay trái này chẳng hạn, thì các bạn bê cái chữ này vào đây. Đó, sau đó các bạn tiếp tục này, viết này. Đó, viết này, cho màu vào đây, nhấn vào kiểu này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ màu này, cho màu đen chẳng hạn. Đó, sau đó cho chữ, cho size chẳng hạn, nhấn vào cái chỗ photography này, cho to nhỏ khác nhau này, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể chọn font này, nhấn vào chỗ đây, chọn cái font nào đó các bạn thích, đúng không ạ? Đó, tương tự như vậy có rất nhiều cách các bạn thể chơi trong cái phần này. Đó, sau đó các bạn cho hình ảnh bên tay trái hoặc là tay phải, hoặc là cho video chẳng hạn đúng không ạ? Các bạn click vào cái dấu chấm này này. Các bạn nhớ là khi mà các bạn làm việc trong này thì các bạn luôn là cần phải click vào dấu chấm này thì nó mới qua lại cái phần này nha. Sau đó các bạn bê cái video này vào đây chẳng hạn. Đó thì có video ở đây rồi. Thì bây giờ các bạn cần phải copy một cái link nào đó của video vào đây thôi. Ví dụ mình đây, mình muốn thay đổi cái video khác chẳng hạn. Mình vào đây, mình copy cái video này chẳng hạn. Đó, mình copy cái link của video nha. Các bạn nhớ là bật cái video đó, sau đó copy cái link qua lại đây. Các bạn nhấn vào chỗ liên kết này. Đó, các bạn chuột phải, sau đó rắn này. Đó, các bạn đã thấy có một cái video ở đây rồi đó, thay đổi rồi đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn có thể thêm bất kỳ cái gì đó vào trong website của bạn. Đó. Thì đây mình xóa đi, mình làm ví dụ thôi, mình xóa đi nha. Đó trên cái bạn thêm bất kỳ cái gì đó nha. Nhưng mà câu hỏi là ví dụ như các bạn đang làm việc ở trong cái phần này mà các bạn muốn thêm một cái gì đó ở trong cái giữa cái khoảng trên này mà khoảng giữa này thì sao đúng không ạ? Đó thì nếu mà các bạn muốn chèn cái gì đó trong cái phần này thì các bạn nhấn vào cái phần dấu cộng này. Đó thì các bạn thấy ngay lập tức nó lại ra một cái phần như này. Thì tương tự như vậy, các bạn muốn thêm cái gì đó thì kéo đây vào đây, hoặc là các bạn nhấn vào chỗ này để các bạn chọn thêm. Ví dụ các bạn muốn có ba cột chẳng hạn, sau đó các bạn muốn có ba cái hình ảnh chẳng hạn đúng không ạ? Đó, muốn có ba cái hình chẳng hạn thì tương tự như vậy. Đó, các bạn có thể là ví dụ các bạn chọn hình ảnh này đúng không ạ?
Đó thì còn hai cái phần khác thì các bạn chỉ kéo thêm hình ảnh vào đúng không ạ? Và còn một cách nhẹ, một cách mà dễ nhất nếu mà cho bạn, những cái bạn nào lười, ví dụ như là mình vào đây mình nhấn vào chuột phải, mình nhấn vào nhân đôi, thì các bạn thấy có hai cái này, đấy, nhân đôi ba cái đúng không? Sau đó mình vào đây mình chuột phải, mình xóa hai cái thằng còn lại đi đó, để mình lấy cái ba cái ảnh này, sau đó mình thay cái ảnh khác đúng không ạ? Nó rất đơn giản như vậy. Các bạn thấy sự đơn giản của nó không ạ? Đó, bây giờ thiết kế web thật sự là đơn giản, các bạn thấy không? Đó, ví dụ như vậy đúng không ạ? Đó, thì tương tự như vậy, các bạn muốn thêm bất kỳ cái gì đó ở trong cái phần nào đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào dấu cộng để nó mở ra cái tab này, các bạn thêm thôi nha. Đó, đó chính là tư duy mà các bạn thêm bất kỳ cái gì đó hoặc bớt cái gì đó. Mình nghĩ là học với Elemental thì nó cũng khá là dễ đúng không ạ? Thì các bạn có thể thiết kế bất kỳ trang website nào các bạn muốn, chỉ bằng kéo thả thêm gì đó thôi. Các bạn chỉ cần biết gõ bàn phím là các bạn sẽ có thể làm được. Đó, ok. Đó, đó chính là các bạn sửa cái trang chủ nha. Thì tương tự tư duy như vậy, các bạn sửa cho bất kỳ trang nào thì tương tự như vậy nha. Đó, sau khi làm xong rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ cập nhật này cho mình. Click vào cập nhật. Sau đó nhấn vào cái chỗ xem trước thay đổi này. Đó, các bạn thấy ạ, các bạn đã có một trang website siêu đẹp rồi đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy đây có một cái gọi là giống như video đúng không ạ? Thì các bạn muốn là người ta click chỗ này đến video chẳng hạn, thì các bạn qua lại đây. Qua lại đây, các bạn click vào chỗ này. Sau đó có chỗ này này, các bạn cho cái video vào đây này. Đó, các bạn vào đây, đây mình ví dụ mình vào đây mình chuột phải mình copy cái video này. Sau đó mình qua lại cái chỗ này, có cái phần liên kết này này, mình cắt chuột về vào đây. Thì khi người ta click chỗ này thì người ta sẽ thấy được cái, người ta sẽ bài ra cái trang video đúng không ạ? Mình muốn như vậy đúng không ạ? Đó thì cho đây. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn chuột phải sau đó xóa đi thôi. Còn ví dụ mình thích chẳng hạn, sau đó mình nhấn vào cập nhật này. Đó, khi mình nhấn vào cập nhật xong thì mình nhấn vào chỗ xem trước thay đổi này. Đó, ok, bây giờ các bạn thấy nhá, mình đã có một trang website siêu đẹp rồi đúng không ạ? Bây giờ mình nhấn vào cái chỗ này, click chỗ này chẳng hạn. Các bạn thấy mình đã có, mình đưa trực tiếp đến đến cái trang cái video này đúng không ạ? Hay là một kiểu khác các bạn có thể là chơi video ở đằng sau này đúng không ạ? Mình sẽ hướng các bạn làm thế nào để chơi video đằng sau này. Đây mình ví dụ mình copy lại cái video này đó, sau đó mình nhấn vào cái mấy cái dấu chấm này, mình nhấn vào cái chỗ video này, các bạn thấy có cái phần video này đó, có rất nhiều kiểu nha, các bạn có thể chọn này, gradient thì nó như này này, video nó như này này, hình ảnh nó sẽ như này. Thì ví dụ mình cho video chẳng hạn, mình paste cái link video vào đây, các bạn thấy video nó đã chạy rồi đó. Như thế này nó chuyên nghiệp hơn rất là nhiều so với việc mà cho một cái hình ảnh đúng không ạ? Đó, nó rất đẹp đúng không ạ? Nó rất rất đẹp luôn đó. Đây, nó rất là đẹp luôn. Ví dụ các bạn thích như này đi chẳng hạn, sau đó các bạn nhấn vào chỗ cập nhật này, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ xem trước thay đổi này. Đó các bạn thấy ạ, nó rất đẹp đúng không ạ? Nó rất đẹp, nó rất đẹp rồi. Ví dụ các bạn thích như thế chẳng hạn. Đó, đó đó chính là cách mà các bạn thể chỉnh sửa cái phần trang chủ. Thì tư duy chỉnh sửa những trang khác thì tương tự nha. Ví dụ các bạn nhấn vào cái chỗ giới thiệu này đó, sau đó các bạn muốn sửa cái phần giới thiệu này chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần nhấn vào sửa với Elementor này. Đó, sau đó thì tương tự như vậy, sửa ảnh đằng sau thì nhấn vào đây, sau đó nhấn vào kiểu để sửa ảnh đằng sau đúng không ạ? Sau đó nó hơi bị trắng thì các bạn nhấn vào cái phần lớp phủ nền, chọn cái này cho nó hơi tối như này đúng không ạ? Đó, sửa chữ thì tương tự như vậy, cái chữ nó đang bị mất thì đây, chữ này các bạn nhấn vào cái chỗ chữ này cho nó đen lại này. Đó, tương tự như vậy cho tất cả các trang khác đúng không ạ? Đó, các bạn có thể chỉnh sửa như nào thì tùy ý các bạn. Đây thì mình ví dụ như mình sẽ sửa rất là nhanh, mình bởi chữ của mình đang bị mất thì mình sửa cho thế nào cho nó ra lại thôi. Thì của các bạn thì tất nhiên các bạn sẽ biết sửa rồi đúng không ạ? Đây mình ví dụ này. Đó, cho chữ tất cả chữ nó đen lại để dễ nhìn. Tiêu đề này cho chữ màu đen này. Đó, mình các bạn có thể là chuột phải này, sao chép sau đó chuột phải này, nhấn vào cái chỗ dán kiểu này, đó thì các bạn thấy là dán kiểu này, các bạn thấy chữ nó đã thay đổi rồi đúng không ạ?
Đó, thì tương tự như vậy, muốn sửa cái này thì click vào đây. Đây mình cho cái phần mà gọi là lớp phủ nền này, chỗ này này, cho nó tối hơn một chút như này. Đó, các bạn thấy ạ. Ngay lập tức chỉ trong chốc lát mình đã có một cái trang rất đẹp rồi đúng không ạ? Mình có thể chỉnh sửa cái này thành là trang giới thiệu. Đó, giới thiệu như này chẳng hạn. Sau đó mình nhấn vào cập nhật này. Đó, sau đó mình nhấn vào chỗ xem chất thay đổi này. Đó, chỉ trong chớp mắt mình đã thay đổi được cái phần mà giới thiệu rồi đúng không ạ? Thì tương tự như vậy, các bạn sửa phần khác thì tương tự như nhau thôi. Đó. À, mình có thể sửa cái trang dịch vụ này. Để sửa được trang dịch vụ thì tương tự như vậy, các bạn nhấn vào cái chỗ sửa với Elemental này. Đó, ví dụ mình click vào sửa với Elemental chẳng hạn. Đó, đầu tiên là mình sẽ cho nó tối hơn một chút này, mình nhấn vào giữa này, nhấn vào kiểu này, sau nhấn vào lớp phủ nền này, click chỗ này cho nó tối hơn một chút này. Đó, chữ nó đang bị màu trắng này, qua lại màu đen này, đúng không ạ? Đó, chữ cái này cũng thế, mình qua lại màu đen này, đó để cho nó dễ nhìn đúng không ạ? Đó, tương tự cái này cũng thế. Đó, ví dụ như vậy đúng không ạ? Đây, dùng vào đây, cho vào kiểu lớp phủ nền này chẳng hạn, đúng không ạ? Vào đây kiểu này, chữ màu đen này. Đó, các bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ cái nào mà các bạn muốn nha. Thì mình sẽ, bởi vì chữ của mình đang bị mất, làm nó trở thành màu khác, nên mình sẽ chỉnh nó tất cả thành màu đen đúng không ạ? Đó. Đó, các bạn thấy ạ, rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Các bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ cái nào mà các bạn muốn ở trong cái phần này luôn. Mình sẽ cho như này. Đó. Ok, mình đã sửa xong rồi. Sau khi sửa xong thì mình nhấn vào cập nhật này. Sau đó mình nhấn vào xem chất thay đổi này. Đó, sau đó tiếp tục cái phần liên hệ thì các bạn sửa tương tự như vậy. Đúng không ạ? Đây, mình sửa thành cái phần dịch vụ này thành dịch vụ đã, mình thay đổi cái tên là dịch vụ này. Đó, sau đó mình nhấn cập nhật này. Đó, sau đó mình qua lại đây. Đó, sau đó tiếp tục mình sửa cái phần liên hệ. Đó, liên hệ thì sửa tương tự như vậy thôi. Thì có một số cái chức năng khác mà mình hướng dẫn các bạn trong cái phần mát này này. Trước tiên các bạn nhấn một cái chỗ sửa với Elemental này cho mình. Đầu tiên là mình cho cái này hơi đen một chút đã, mình click ở đây. Nhưng mà kiểu này, sau mình nhấn vào lớp phủ nền này, cho cái này nó hơi tối một chút cho nó đẹp đúng không ạ? Phần này thì chữ nó đang bị mất, chữ nó đang bị màu trắng này, còn lại màu đen đây. À, cho màu đen này, cái phần này cũng thế, cho vàng bạc nó màu đen này. Đó, đây, lại kiểu này, sau mình nhấn vào lớp phủ nền này. Đó, mình thích cái này hơn, nó như này nó đẹp hơn rất nhiều đúng không ạ? Đó, có cái phần này nữa, con này, phần này con này đấy, chữ này, chữ màu đen này, phần này có chữ nữa thì mình cho màu đen lại, còn đây chữ cho màu đen tất để cho nó dễ nhìn. Còn của các bạn này mình đảm bảo là của các bạn nó sẽ không bị lỗi như này đâu. Đó, ok. Đây thì có một số cái mà mình sẽ muốn chỉ cho các bạn. Đầu tiên là cái phần liên hệ này. Các bạn muốn sửa cái liên hệ này tương tự như vậy, các bạn chỉ cần thay đổi số điện thoại hoặc là viết cái gì đó thôi. Ví dụ các bạn viết là số điện thoại chẳng hạn 01234567 8 cái gì đó đúng không ạ? Email thì tương tự như vậy đúng không ạ? Các bạn có thể thay đổi ảnh này, thay đổi ảnh thêm bớt cái gì đó thì tùy các bạn đúng không ạ? Đó, các bạn thấy là chữ nó đang bị hơi tối, à, hơi trắng này, các bạn có thể cho tối một chút này bằng cách nhấn vào lớp phủ nền này. Đó, các bạn thấy ạ. Đó, các bạn có thể cho Facebook, Twitter vào đây. Thì ví dụ các bạn muốn thay đổi chẳng hạn, click vào đây này, click này. Sau đó các bạn thấy Facebook ở đây này. Các bạn chỉ cần copy cái link Facebook vào đây. Đó, các bạn copy link Facebook vào đây thì khi người ta click Facebook đấy thì nó sẽ đến cái Facebook profile của bạn hoặc là cái trang của bạn. Đó, mình ví dụ như là đó, đây là mình ví dụ nhé. Mình ví dụ như đây là cái Facebook của mình chẳng hạn. Đó, sau đó mình có lại đây này, mình paste vào đây này. Đó, sau đó Facebook rồi Twitter cũng vậy. Các bạn chỉ cần copy cái profile Twitter hoặc là các bạn có TikTok hay là Instagram hay là YouTube thì các bạn để cho vào đây đúng không ạ? Thì người ta click vào đây sẽ đến cái trang của các bạn.
Đây, ví dụ mình thêm một cái gì đó thì sao đúng không ạ? Ví dụ mình thêm cái YouTube chẳng hạn, thì mình nhấn vào thêm thư mục này. Sau đó mình nhấn vào chọn icon này. Sau đó mình search là YouTube. Đó, sau đó các bạn nhấn vào cái YouTube này, sau đó các bạn nhấn vào channel này. Các bạn thấy đã có cái YouTube đây đúng không ạ? Thì các bạn copy cái link YouTube vào đây. Đó, mình copy cái link YouTube của mình chẳng hạn. Đó, ví dụ mình copy cái link YouTube của mình. Đó, mình nhấn vào sao chép địa chỉ liên kết, hoặc là các bạn nhấn vào trực tiếp vào đây. Sau đó các bạn vào đây, các bạn copy trực tiếp cái link này. Sau đó các bạn qua lại cái trang website các bạn. Đó, cái phần này. Sau đó các bạn paste vào đây này. Thì người ta click cái này thì sẽ đến cái YouTube của bạn đúng không ạ? Đó, thì tương tự sửa cái này chứ Send Messenger là người ta gửi Messenger cho các bạn chẳng hạn. Các bạn có thể là chỉnh sửa màu chữ nó cho màu trắng này. Đó là màu nền nó cho các bạn cho màu đen chẳng hạn. Các bạn kéo cái này lên này, kéo cái này lên nhé. Đó, màu đen chẳng hạn, đúng không ạ? Thì người ta có thể gửi tin nhắn cho các bạn qua Messenger chẳng hạn. Thì các bạn copy cái Messenger link vào đây, đúng không ạ? Đó. Thì tương tự như vậy. Thì tiếp theo là các bạn sửa cái map này thì sao, đúng không? Cái map này, Google Map này, thì các bạn click cái bút này, click cái bút. Sau đó ví dụ đây các bạn ở chỗ nào thì các bạn chỉ cần cho tên các bạn vào đây thôi. Ví dụ như là mình ở Sapa chẳng hạn. Các bạn chỉ cần viết Sapa. Các bạn thấy ngay lập tức nó ra chỉ về Sapa rồi. Nó rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Các bạn có thể là cho to nhỏ này. Đó, các bạn cho gần chẳng hạn thì như này. Đó, hoặc là các bạn cho nhỏ chẳng hạn thì nó sẽ như này. À, cho nó nhìn xa hơn thì nó sẽ như này đúng không ạ? Rất đơn giản như vậy. Đó. Đó chính là cách mà các bạn có thể chỉnh sửa của map nha. Thì tương tự như phần này các bạn giới thiệu công ty của các bạn này, sau cho cái gì đó thông tin các bạn, còn không thích cái gì đó thì xóa đi đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn thể sửa trong cái phần này nha. Sau khi làm xong thì các bạn nhấn vào cập nhật này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ xem trước thay đổi này. Đó các bạn thấy ạ, chỉ trong một nốt nhạc các bạn đã có một trang website rất đẹp, rất chuyên nghiệp rồi đúng không ạ? Siêu đẹp, siêu chuyên nghiệp đúng không ạ? Mình rất là thích luôn nha. Đó, có hình ảnh như này này. Nó rất đẹp đúng không ạ? Đó, nó rất đẹp luôn. Đó, các bạn thấy là có cái phần cái lớp bé 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 ở đằng sau này đúng không ạ? Cái lớp xanh xanh ở đây. Thì đây là của chắc của mình có, của các bạn sẽ không có. Thì mình sửa cái này này, mình nhấn vào sửa của Elemental. Sau đó mình nhấn click chỗ này. Sau đó mình nhấn vào kiểu này. Sau đó mình sẽ, nó sẽ có một cái phần nào đó mà nó bị cái lớp xanh xanh này là cái phần bo. Nhưng vào đây nâng cao này, lớp viền này. Đó, các bạn thấy lớp xanh xanh là sao nó đang làm trong cái phần viền này nhá. Thì đầu tiên sẽ mình sẽ bỏ là không. Đó, sau đó mình cho cái này là số 0. Đó, các bạn thấy là cái lớp viền đã mất đúng không ạ? Nhấn vào cập nhật này. Nhấn vào xem trước thay đổi này. Các bạn thấy cái lớp xanh xanh viền bé ngoài nó đã bị mất đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn để chỉnh sửa nha. Đó, thì bây giờ các bạn đã có một trang website siêu đẹp rồi đúng không ạ? Thì mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa cái này thành trang website của bạn rồi. Thì đây là trang website của bạn rồi nha, đang rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp rồi. Đó, rất đẹp. Đó, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để các bạn sẽ chỉnh sửa được cái phần mà blog này nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa cái phần blog này trước. Nếu bạn thấy thì bây giờ các bạn click vào trang blog này chẳng hạn thì các bạn không có một cái bài blog nào đúng không ạ? Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để ta đi tạo một cái blog đầu tiên nha. Để tạo được cái blog đầu tiên thì các bạn di chuột vào cái phần tạo mới này này, sau đó nhấn vào cái chỗ bài viết này, hoặc là các bạn có thể di chuột vào đây, nhấn vào bản tin này. Các bạn click ở chỗ bài viết mới này, bài viết cho tất cả này. Đó, thì các bạn thấy là không có bài viết nào đúng không ạ? Để tạo được một cái bài viết mới thì các bạn nhấn vào chỗ bài viết viết bài mới này cho mình. Các bạn nhớ là đây là mình sẽ làm một cái bài ví dụ thôi nha. Ví dụ mình viết một cái bài nào đó thôi nha. Chứ còn của các bạn thì tất nhiên là các bạn sẽ có một cái bài chia sẻ về những cái kỹ năng của các bạn đúng không ạ? Hay là những cái mô tả về những cái sản phẩm các bạn đây đúng không ạ? Còn đây thì mình sẽ làm ví dụ như này này. Ví dụ như là đây bài viết mới của mình sẽ là học. Ví dụ như là 10 cách ăn chay tốt cho sức khỏe, ví dụ như thế vậy đúng không ạ? Sức
khỏe. Đó, ví dụ như là bài viết chia sẻ của mình là 10 cách ăn chay tốt nhất, tốt cho sức khỏe chẳng hạn, 2021 chẳng hạn. Ví dụ như vậy, đây là bài viết của mình đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ viết đây, ví dụ các bạn muốn viết đây chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần cho chụp vào đây, sau đó các bạn viết cái này, viết cái gì đó vào đây thôi, rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Các bạn viết cái gì thì các bạn chỉ cần vào đây viết như vậy. Còn đây thì mình sẽ làm ví dụ, mình sẽ làm nhanh trong video này, thì mình sẽ copy paste nào đó. Mình sẽ vào cái free test for website này, mình sẽ vào một cái đoạn nào đó để mình copy paste làm ví dụ thôi nha. Còn của các bạn thì các bạn cần phải viết trực tiếp đúng không ạ? Các bạn cần phải tự viết trực tiếp đúng không ạ? Đây mình sẽ copy cái đoạn này, đó mình qua lại cái này, sau mình viết này. Đó, ví dụ đây là một cái mô tả ngắn cho cái bài viết này, sau đó mình nhấn enter thì tiếp tục mình viết tiếp này. Đó, ví dụ mình viết tiếp thì các bạn cần phải nhớ khi mà các bạn viết một cái bài nào đó thì bài viết của các bạn cần phải chuẩn SEO nha. Các bạn nhớ cái phần này rất rất quan trọng. Nếu mà các bạn viết một cái bài nào đó rất hay nhưng mà người ta không tìm kiếm, người ta không tìm thấy ở trên Google thì đó là cái rất lãng phí đúng không? Thì các bạn cần phải viết làm thế nào để chuẩn SEO. Thì để chuẩn SEO thì các bạn hiểu đơn giản, chuẩn SEO là làm thế nào để trang website của bạn có thể H1, H2 này, sau đó có hình ảnh này, có video rồi có những cái mô tả đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Đầu tiên là các bạn cần phải có một thẻ H1, H2. Ví dụ các bạn viết về cái bài này chẳng hạn, thì các bạn có một cái thẻ H1 nói về cái này chẳng hạn. Giống như là khi mình đi học mình có một la má, hai la má, ba la má, sau đó liên quan đến chủ đề mình viết đó đúng không ạ? Sau đó mình có dấu cộng, dấu trừ rồi gì đó đúng không ạ? Thì đây ví dụ các bạn muốn có cái từ này là thẻ H1 chẳng hạn, thì các bạn di chuyển ra chỗ này, các bạn nhấn vào chọn tiêu đề. Sau đây là thẻ H1 này, à thẻ H2 này. Thì các bạn nhớ, các bạn hiểu đơn giản, mặc định của WordPress khi mà các bạn tạo bài viết thì cái tiêu đề này đã là thẻ H1 rồi nha. Sau đó các thẻ khác thì các bạn chỉnh cho nó là thẻ H2, H3 gì đấy đúng không ạ? Thì các bạn luôn luôn một cái bài viết là các bạn luôn là có hai cái thẻ H2 hoặc là ba cái thẻ H2, sau đó các bạn mới có thẻ H3, H4 nhé. Đó. Thì bình thường mình viết thì mình chỉ dùng đến thẻ H2 hoặc là thẻ H3 thôi, mình ít dùng thẻ H4, H5 lắm. Thì đây mình ví dụ mình viết đây. Đó, thì đây là một cái bài viết chẳng hạn. Sau đó ví dụ các bạn muốn là có một cái video, có một cái hình ảnh vào đây thì như thế nào đúng không ạ? Thì các bạn di chuột ra cái dấu cộng này này. Sau đó các bạn search cho mình là ảnh. Đó, các bạn chỉ cần search cho mình là ảnh thì nó sẽ có ảnh đây. Các bạn click vào ảnh này. Đó, sau đó đây có chức năng là các bạn có thể click vào đây để tải ảnh lên từ trong điện thoại, từ trong máy tính các bạn, hoặc là các bạn nhấn vào media để chọn những cái hình ảnh có ở trong trong website các bạn nha. Đây ví dụ mình chọn cái này chẳng hạn, sau đó mình nhấn vào chọn này. À, các bạn thấy mình đã có một cái hình ảnh đây rồi đúng không ạ? Nó rất đơn giản như vậy. Để tối ưu hình ảnh này, tương tự như vậy, khi mà các bạn vừa upload cái hình ảnh này lên trên website các bạn thì các bạn cần phải tối ưu giống như vừa nãy mình hướng dẫn các bạn tối ưu phần chú thích rồi tất cả những cái đó, thì các bạn sẽ tối ưu được cái hình ảnh chuẩn SEO nha. Đó, thì cái phần đó thì mình sẽ không nói trong phần này nữa, bởi vì nói chắc cũng các bạn cũng hiểu và cũng mất thời gian của em mình đúng không ạ? Đó, sau khi viết xong các bạn nhấn enter xuống này. Đó, các bạn viết tiếp này. Đó, viết xong cái gì các bạn chỉ cần nhấn enter xuống đúng không ạ? Sau đó các bạn có thể cho thẻ H1, H2 này. Đó, ví dụ mình viết đến đây thì mình cần một cái thẻ gọi là thẻ H2 tiếp này. Các bạn nhớ là một cái bài viết thì luôn luôn là có hai thẻ H2 trở lên thì các bạn mới dùng thẻ H3 nha. Đó, còn mình thì mình chủ yếu là thẻ H2 nhiều. Đó, cái này là H2 rồi nha. Đó, tiếp tục viết tiếp ở dưới này. Đó, các bạn muốn có một cái video thì sao đúng không ạ? Có video rất đơn giản, các bạn chỉ cần vào YouTube này. Sau đó các bạn copy một cái video nào đó, ví dụ như là mình sẽ copy cái video này chẳng hạn. Đó, sau đó các bạn vào sau check cái địa chỉ liên kết này. Sau đó các bạn qua lại đây, qua lại trang website các bạn. À đây. Sau đó các bạn chỉ cần Ctrl V hoặc là chuột phải này, dán này. Đó, các bạn thấy khi mà các bạn dán ngay lập tức nó sẽ tự động lấy cái video của bạn lên trên này, thì rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Rất đơn giản. Tiếp theo các bạn viết tiếp này, nhấn vào dấu cộng này, sau đó nhấn vào văn bản này, viết tiếp này. Viết tiếp này, mình copy lại này, phần này mình copy cái URL. Đó, viết tiếp này. Đó, viết tiếp dưới này này. Đó, tiếp tục như vậy đúng không ạ? Thì các bạn muốn có một cái thẻ H3 như thế nào? Các bạn vào đây. À, ví dụ các bạn muốn có cái này thẻ H3 chẳng hạn. Đó, vào đây các bạn nhấn vào chỗ thẻ này, sau cho tiêu đề này, sau nhấn vào chỗ này cho H3 này. Đó, như thế này thì nó sẽ gọi là chuẩn SEO nha. Chuẩn SEO. Tiếp theo nếu các bạn có muốn có dấu cộng, dấu trừ thì sao đúng không ạ? Đó, ví dụ như là các bạn muốn có cái này, các bạn có thể là vào cái chỗ này. Sau đó ví dụ các bạn muốn là cho danh sách chẳng hạn. Đó, dấu chẳng hạn. Để các bạn thấy
Đó, rất đơn giản như vậy. Hoặc là các bạn muốn có 1, 2 chẳng hạn thì chuyển ra 1, 2, các bạn muốn thực vào thì cho thực vào, ra thì ra, đúng không ạ? Đó, các bạn thấy ạ, rất đơn giản như vậy. Các bạn có thể tạo bất kỳ nào mà các bạn muốn ở trong cái phần website, trong cái phần bài viết này. Đó chính là cơ bản các bạn khi mà các bạn viết một bài viết nào đó chuẩn SEO nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng các bạn tới như cái phần bài viết này. Các bạn qua lại đây thì các bạn nhớ là đây, khi một cái bài viết nào đó thì luôn là một cái chuyên mục. Ví dụ bài viết các bạn làm ở trong chuyên mục du lịch, làm trong chuyên mục tin tức, hoặc là một cái chuyên mục nào đó thì các bạn luôn làm một cái chuyên, có một cái chuyên mục cho cái trang website đó nha. Đây, ví dụ như là khi mà các bạn viết bài viết này thì các bạn làm ở trong chuyên mục nào đó thì các bạn cần phải tạo cái chuyên mục cho bài viết này. Ví dụ mình tạo cái bài viết này cho chuyên mục là nấu ăn chẳng hạn, nấu ăn đó, mình sau đó mình nhấn enter thì cái chuyên mục này, có nghĩa là cái bài viết này nó sẽ nằm ở trong cái chuyên mục mà nấu ăn, đúng không ạ? Các bạn có thể là cho một số cái chuyên mục khác, ví dụ chuyên mục chia sẻ, chuyên mục tin tức, thì các bạn viết bất kỳ bài nào thì các bạn chỉ cần tích vào cái đó thì nó sẽ nằm ở trong cái phần chuyên mục này. Bất kỳ ai nào đó vào trong cái trang website của bạn, vào cái phần chuyên mục thì người ta sẽ thấy tất cả những cái bài viết nói về cái chuyên mục đó, thì các bạn hiểu đơn giản như vậy. Tiếp theo là cái phần thẻ này. Cái phần thẻ này rất quan trọng nha. Khi mà các bạn viết một cái bài viết nào đó thì các bạn cần phải có một cái thẻ, cần phải có đâu đó khoảng 5 cái thẻ để liên quan đến cái bài viết đó. Thì như thế này thì Google cũng đánh giá rất là cao, để Google cũng sẽ đưa những cái thẻ đó lên Google, thì người ta tìm kiếm thì khả năng cái bài viết của các bạn cũng có người truy cập vào, người ta tìm thấy, người ta cũng truy cập vào nha. Thì cái phần này rất quan trọng. Thì các bạn khi mà các bạn viết cái bài viết thì các bạn cần phải cho thẻ liên quan đến cái bài viết đó. Ví dụ đây các bạn viết là cách ăn chay tốt nhất, cách ăn chay tốt cho sức khỏe chẳng hạn, thì các bạn cần phải bao gồm từ khóa này này. Sau các bạn cho vào đây, các bạn nhấn enter. Đó, đây là một cái thẻ nha. Tiếp theo các bạn có thể là, mình khuyên các bạn là cho 5 cái thẻ liên quan về cái từ khóa mà các bạn đang viết nha. Ví dụ như 10 cách ăn chay chẳng hạn. Các bạn nhớ là cần phải cho 5 cái thẻ vào đây. Đó, ăn chay tốt nhất cho sức khỏe chẳng hạn. Đó, cách ăn chay. Đó, ăn chay 2021, ví dụ như vậy. Đó, đây là mình làm ví dụ thôi, còn nếu mà các bạn hiểu, các bạn sau này các bạn làm website các bạn hiểu sâu hơn thì các bạn có thể là biết những từ khóa làm thế nào để cho người ta tìm kiếm đến, thì các bạn có thể cho vào đây nha. Đó, ok. Tiếp theo là cái phần mà ảnh đại diện này. Ảnh đại diện này rất quan trọng các bạn, là cái ảnh, là cái ảnh đại diện toàn bộ cho cái bài viết của các bạn nha. Mình nhấn vào đây này. Mình nhấn vào cái bài viết nào đó đây, mình chọn cái này. Các bạn nhớ là cần phải tối ưu hình ảnh chuẩn SEO, sau nhấn vào đặt ảnh đại diện này. Đó, đó chính là cái mà các bạn viết một cái bài viết nào đó. Sau đó các bạn khi mà viết xong rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ đăng này cho mình. Sau đó nhấn vào đăng tiếp này, nhấn hai lần đăng nhé. Đó thì đây có hai cách để các bạn xem này. Các bạn có thể click vào đây để xem bài viết, hoặc là click chỗ này để xem bài viết này. Mình click ở đây này. Đó, các bạn thấy ạ, các bạn đã có một cái bài viết đây. Các bạn có hình ảnh này, các bạn có tiêu đề này, các bạn đã có hình ảnh này, sau đó có tiêu đề đây, sau đó có video này, đúng không ạ? Các bạn đã có bài viết của bạn nha. Thì bây giờ các bạn thấy, các bạn click vào chỗ blog này. Đó, khi các bạn click blog thì các bạn thấy là cái bài viết của bạn đã nằm đây. Bởi vì sao? Khi mà các bạn click vào chỗ này nó tự động ra đây, bởi vì ở trong cài đặt này, các bạn nhớ là ở video đầu ấy, ở đầu đầu ấy mình đã hướng các bạn cài đặt cái phần này. Các bạn di chuột ra cái phần cài đặt này, các bạn nhấn vào chỗ đọc này, thì mặc định của cái bài viết là mình cho vào cái phần blog đấy, mình cho vào cái phần blog này. Đó chính là lý do mà khi mà các bạn tạo một cái bài viết nào đó thì nó sẽ tự động bay ra cái phần blog này. Đó thì bài viết của bạn nó sẽ nằm đây. Đây thì mình sẽ làm cái, mình viết một cái bài này để làm ví dụ. Thì khi mà các bạn viết rất là nhiều bài viết, đúng không ạ? Khi mà các bạn viết rất là nhiều bài viết thì nó sẽ nằm ở đây, tất cả những bài viết của bạn nó sẽ nằm ở trong cái phần blog này nha. Các bạn thấy thì các bạn có cái phần chuyên mục tên là nấu ăn, nó nằm đây này. Đó, chuyên mục nấu ăn. Còn các bạn viết là tác giả viết là các bạn, đúng không ạ? Đó thì chuyên mục nó nằm đây. Đó thì đây là chính là cách đơn giản nhất để các bạn tạo một cái trang, một cái bài viết nào đó ở trong cái trang website của các bạn nha. Tiếp theo các bạn thấy ở bên góc tay phải có một cái thanh đây, gọi là cái phần widget, hay còn gọi là cái menu ở phía bên tay phải. Thì các bạn thấy đây có một số cái tùy chỉnh đây này, các bạn thấy có chuyên mục, có phần nấu ăn này, sau đó có cái phần phản hồi, hay là có cái phần meta cái gì đó đây, đúng không ạ?
Thì bây giờ cái trang này mặc định của nó sẽ như này. Thì để sửa được cái phần này thì mình sẽ hướng các bạn làm như sau. Bởi vì các bạn có thể là các bạn cho số điện thoại các bạn đây, hoặc là cho Facebook của bạn đây, đúng không ạ? Đó, thì để làm được như thế là như nào? Thì để sửa được cái này, các bạn di chuột ra cái phần này. Các bạn thấy có cái phần mà widget này, click vào cho phần widget. Đó, khi các bạn click vào widget thì các bạn thấy tất cả nó đã nằm đây này. Các bạn tìm kiếm này để mình mở cái tab mới cho các bạn dễ hiểu nha. Đây, mình nhấn vào blog này. Đó, các bạn thấy đầu tiên là các bạn có phần tìm kiếm đúng không ạ? Thì đây, có phần tìm kiếm nó nằm đây này. Đó, sau đó các bạn có cái phần bài viết mới đúng không ạ? Thì đây, các bạn có bài viết mới này. Đó chính là cách các bạn sửa ở trong này nha. Đầu tiên thì có thể là mình giữ lại cái phần bài viết mới này. Sau mình giữ lại cái, có thể là mình bỏ cái phần phản hồi này, mình giữ lại cái chuyên mục này và bỏ cái phần khác. Đây, mình sẽ bỏ cái phần phản hồi này. Đó, mình bỏ cái phần phản hồi. Phần phản hồi là phần mà người ta bình luận đó. Sau đó mình sẽ bỏ cái phần meta này. Đó. Sau đó các bạn qua lại này, các bạn reset lại. Các bạn thấy hai phần khác nó đã bỏ đúng không ạ? Nó đã bị bỏ rồi. Thì bây giờ nếu các bạn muốn thêm cái gì đó thì sao, đúng không ạ? Ví dụ các bạn muốn thêm cho Facebook của bạn vào đó chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các bạn có thể là làm sao? Các bạn bê cái phần văn bản này, các bạn chỉ cần bê nó đẩy lên trên này. Đó, các bạn chỉ cần bê thôi, đẩy lên trên này. Thì các bạn có thể là viết là ví dụ như đây là liên hệ chẳng hạn, ví dụ như liên hệ, ví dụ như là mình viết là liên hệ ở đây chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, sau đó mình sẽ viết đây là số điện thoại. Đó, 0123456789 gì đó đúng không ạ? Đó. Còn nếu mà các bạn có thể là cho Facebook này, Facebook. Sau đó các bạn cho Facebook của bạn vào đây, ví dụ như là Facebook của mình là Sinh Già chẳng hạn. Sau đó mình bôi đen cái này lại, mình nhấn vào cái này để link cái này. Khi người ta click cái này thì nó sẽ đến Facebook của mình đúng không ạ? Thì mình qua lại Facebook của mình. Sau đó mình lấy cái Facebook của mình cho vào đây thôi. Thì mình ví dụ như là Facebook của mình, Facebook. Đó, mình ví dụ như Facebook của mình là một cái link nào đó đi, đúng không ạ? Mình copy cái link đi. Các bạn nhớ là mỗi một cái Facebook luôn là có một cái link nhé. Đó, khi mà các bạn copy được link rồi thì các bạn paste vào đây. Thì khi người ta click cái này thì nó sẽ đến Facebook của bạn đúng không ạ? Mình click chỗ này này. Đó, có Facebook rồi. Các bạn có thể là cho Zalo này. Đó, Zalo 0123456 cái gì đó đúng không ạ? Đó, thì các bạn có thể tự cho vào đây. Đó, sau đó các bạn nhấn vào lưu thay đổi này. Đó, sau đó các bạn qua lại này, các bạn chuột phải reset. Các bạn thấy đã có phần liên hệ đây rồi, đúng không ạ? Trường hợp các bạn muốn thêm nhiều cái thì sao, đúng không ạ? Các bạn nhớ cái này đóng lại. Ví dụ các bạn muốn, ví dụ như là mình sẽ cho video đi chẳng hạn, thì các bạn bê cái này. Đó, cho video vào đây. Đó, thì các bạn có thể nhấn vào chỗ, các bạn có thể viết là xem video chẳng hạn, hoặc là cái gì đó đúng không ạ? Video giới thiệu về cái gì đó thì các bạn có thể cho. Sau đó các bạn nhấn vào thêm video này. Sau đó các bạn nhấn một cái chỗ, nếu mà các bạn muốn tải lên trên website của bạn thì các bạn nhấn vào tập tin để tải một trong một video nào đó lên. Còn đây thì mình tải lên Google, mình cho lên YouTube thì mình nhấn vào cái chỗ chèn URL này. Các bạn vào một cái bài nào đó trên YouTube của bạn, các bạn copy cái link thôi. Đây, mình ví dụ như là mình sẽ vào cái này chẳng hạn. Đó, sau đó các bạn copy cái link trên này. Sao chép qua lại đây. Sau đó các bạn chỉ cần paste vào đây. Đó, các bạn thấy các bạn đã có video đây đúng không ạ? Sau đó các bạn nhấn vào thêm vào widget. Đó, các bạn thấy ạ, nó đã nằm đây rồi. Sau đó các bạn nhấn vào lưu thay đổi. Đó, bằng cách như vậy các bạn có thể thêm bất kỳ cái gì đây vào trong cái phần này. Các bạn có thể thêm radio, bài viết mới hay là ảnh hay là cái gì đó thì các bạn thêm nhé. Đó, sau đó các bạn nhấn vào đây, chuột phải, sau đó nhấn vào tải lại này. Các bạn thấy có video đây rồi, đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn có thể tùy chỉnh cái phần widget hay gọi là cái phần menu ở phía bên tay phải trang website nha. Đó, ok, các bạn qua lại trang chủ này. Đó chính là cách bạn sửa blog và sửa phần widget nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để ta đi tùy chỉnh được cái phần header hay gọi là cái phần đầu của website và phần chân của website, phần chân ở dưới này này. Đó, làm thế nào để chỉnh sửa được cái phần đó đúng không ạ? Đó, thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa phần đầu, chỉnh sửa menu, rồi chỉnh sửa logo nhé. Đó, để sửa được cái phần trên này thì các bạn nhấn vào cái phần tùy biến này cho mình, click vào cái phần là tùy biến nha. Đó, khi mà các bạn click vào phần tùy biến thì nó đưa các bạn đến cái trang này của website này.
Đầu tiên thì các bạn di chuột vào đây, ví dụ các bạn di chuột vào đây chẳng hạn thì nó có cái bút, di chuột vào đây nó có cái bút, bởi vì nếu mà ý ở đây có nghĩa là các bạn muốn sửa cái này thì các bạn click cái bút, còn nếu các bạn muốn sửa cái menu này thì các bạn click cái bút, đúng không ạ? Đó thì để sửa được cái logo này thì các bạn click vào cái bút này này. Sau đó nó ngay lập tức nó bay đến cái trang này. Các bạn thấy đây có cái phần gọi là logo, đúng không ạ? Đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo được một cái logo rất là đẹp và chuyên nghiệp để cho lên trên website các bạn nha. Để tạo được logo thì các bạn mở cái tab mới cho mình. Sau đó các bạn viết cho mình là logo MAKR nha. Các bạn viết là logo MAKR, sau đó các bạn nhấn enter này. Sau đó nó đưa các bạn đến cái trang website của thiết kế logo đây. Thì đây là trang website nó thiết kế hoàn toàn miễn phí, chỉ trong 1-2 phút thôi các bạn có một trang website rất là đẹp mà các bạn không cần phải dùng một số cái phần mềm phức tạp như là Photoshop, đúng không ạ? Photoshop thì rất là phức tạp, đúng không? Thì cái trang website này là miễn phí mà rất là đẹp luôn. Thì các bạn click vào cái này. Đó, khi các bạn click vào đây thì nó sẽ tự động của nó sẽ bay ra một cái video ở đây nhá. Thì các bạn nhấn vào dấu ít để tắt cái video đi. Thì đây là cái logo mà mình đã tạo trước đó, thì bây giờ mình xóa đi này. Thì khi mà các bạn vừa vào thì nó sẽ có một cái trắng tinh như này nha. Đó, các bạn vừa vào thì có một cái trắng tinh như này. Thì mình sẽ giới thiệu một số cái. Thì đầu tiên các bạn click vào cái phần trên này, click cái phần đây. Thì các bạn thấy là có rất nhiều cái gọi là cái icon, đúng không ạ? Có rất nhiều cái icon ở đây mà các bạn có thể sử dụng trở thành cái logo của bạn. Hoặc là đây các bạn có thể là nhấn vào cái những cái khác nhau này, những cái nút khác nhau thì nó sẽ có những cái icon hay những cái icon khác nhau, đúng không ạ? Đó thì các bạn có thể là dùng một trong những cái này để trở thành website, để trở thành cái logo của bạn nha. Thì đây thì các bạn có thể search trên này, các bạn có thể search, ví dụ các bạn search là car chẳng hạn. Đó, các bạn search xe chẳng hạn thì các bạn biết là car chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được cái icon mà giống như ý của bạn. Hoặc là các bạn search là shopping, đúng không ạ? Shopping hay là chỉ shop thôi chẳng hạn, thì các bạn sẽ search được cái icon mà các bạn muốn, đúng không ạ? Đó thì đây thì mình sẽ làm rất đơn giản, mình sẽ vào cái này thôi, mình sẽ vào cái này để mình làm rất đơn giản để chỉ cho các bạn hiểu rõ và các bạn biết cách làm thôi nha. Đây mình sẽ chọn một cái icon nào đó mà mình cảm thấy thích, ví dụ như là mình sẽ thích cái này đi. Đó, mình thích cái này thành cái logo icon của mình đi, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Của các bạn thì các bạn phải chọn một cái nào đó để đồng nghĩa nó giống cái thương hiệu các bạn, đúng không ạ? Đó, còn đây mình làm ví dụ nha. Đó, đây các bạn có thể chỉnh sửa màu này. Ví dụ đây là màu đen, các bạn muốn cho màu đỏ, màu trắng hay gì đó thì các bạn chỉnh sửa cái phía bên tay phải này. Đó, ví dụ mình muốn màu đen chẳng hạn thì như này. Đó, để viết chữ thì các bạn click vào cái chỗ test này này, click vào chỗ test. Sau đây các bạn hoàn toàn có thể viết chữ này, bố đen lại. Các bạn bố đen này. Đó, bố đen, sau đó các bạn viết là viết cái gì đó, đúng không ạ? Ví dụ mình viết là sinh web chẳng hạn. Đó, ví dụ mình viết là sinh web chẳng hạn. Đó, đây các bạn có thể cho to nhỏ này, các bạn có thể là bê lên trên này. Đó, các bạn có thể là chỉnh sửa font này. À, ở đây có một cái lưu ý là nếu mà các bạn viết tiếng Việt ấy, các bạn viết tiếng Việt cái logo của bạn ấy thì các bạn cần phải nhấn vào chỗ này chọn font là, các bạn cần phải chọn cái font là ARA thì nó mới không bị lỗi nhé. Hoặc là các bạn có thể chọn bất kỳ cái font nào mà nó xem nó không bị lỗi thì các bạn có thể dùng nha. Còn đây thì mình ví dụ như mình chọn một cái font bất kỳ đi. Chọn cái font bất kỳ, ví dụ mình chọn cái font này đi, đúng không ạ? Đó, sau đó các bạn có thể cho to nhỏ này, kéo cái này này. Đó, các bạn thấy ạ, kéo cái này to. Đó, như này thì to, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể chọn bất kỳ cái font nào mà các bạn muốn, đúng không ạ? Đó, đây thì mình sẽ chỉnh nó thành màu đen này. Đó, đó, đó chính là cách các bạn tạo logo này. Đó, ví dụ như cái này, cái logo của mình đi. Đó, sau khi mà tạo được logo rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ này này, cái chỗ save logo này, click chỗ này. Sau đó khi mà các bạn nhấn save logo thì nó sẽ mở ra một cái pop-up, nó bảo là nếu mà bạn muốn cái logo này đẹp, chất lượng thì các bạn cần phải trả 19 đô. Thì ở đây thì các bạn nhấn một chỗ no thank you này. Thật ra thì cái logo bình thường là nó đã rất là ok rồi nha. Thì các bạn nhấn một chỗ no thank you này cho mình. Sau đó nó tự động tải về cái trang website của bạn, đúng không ạ? Đó, nó tự động tải về cái máy tính của bạn. Thì bây giờ các bạn cần phải đặt tên. Ở cái tên ở đây thì rất quan trọng, các bạn cần phải đặt tên đúng cái trang website của bạn nha. Mình đặt tên là sinh web chẳng hạn. Đó, ví dụ như là cái website này mình làm về thiết kế web chẳng hạn thì mình đặt như này. Còn của bạn thì nó sẽ là tên nào đó, đúng không ạ? Đó, sau khi tải xong về rồi mình nhấn vào save. Đó, ok, mình đã có cái logo rồi. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái logo icon. Logo icon là icon như nào? Khi các bạn vào các bạn vào Facebook chẳng hạn thì các bạn thấy Facebook ở trên này có một cái icon bé bé ở trên này. Đó, các bạn vào YouTube chẳng hạn thì YouTube có một cái icon bé bé ở đây.
cái này gọi là logo icon. Thì bây giờ các bạn cần phải tạo một cái logo icon cho cái trang website của bạn. Các bạn thấy là cái mặc định của website của bạn là nó đã có một cái hình quả đất đầy đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn cần phải tạo một cái logo như vậy. Thì để tạo được cái logo như vậy thì mình nhấn vào cái này. Sau đó mình bây giờ mình chỉ cần xóa cái này đi. Mình lấy cái này luôn làm cái logo icon của mình luôn. Đúng không ạ? Sau đó mình nhấn vào save. Mình nhấn vào no thank you. Đó, sau đó mình viết tương tự như vậy, sinh web. Nhưng mà cái này thì mình sẽ viết là icon, logo icon. Logo icon. Đó, sau đó mình nhấn vào enter này. Đó, nó sẽ lưu lại hai cái ảnh nó nằm đây rồi. Tiếp theo mình sẽ vào đi sửa này, mình sửa cái logo này. Đó thì các bạn thấy là mặt định của mình nó nằm trên logo này. Thì bây giờ để sửa được cái này thì các bạn nhấn vào chỗ chọn logo. Sau đó đến chỗ này thì các bạn có thể nhấn vào chỗ tải file này để các bạn chọn tập tin, chọn đúng cái file mà các bạn vừa lưu. Hoặc là mình đã có ở đây rồi thì mình chỉ cần kéo nó vào. Đó, mình chỉ cần kéo thả. Đó, kéo thả. Đó thì mình đã có hai cái logo nó nằm đây rồi. Thì đầu tiên thì mình muốn lưu ý với các bạn một cái là các bạn trước khi các bạn upload bất kỳ cái hình nào lên trên trang website các bạn thì các bạn cần phải tối ưu SEO nha. Nếu các bạn chưa hiểu SEO là gì thì các bạn hiểu đơn giản là các bạn tối ưu làm thế nào để hình ảnh này khi người ta tìm kiếm đúng từ khóa của cái hình ảnh này thì hình ảnh này nó sẽ được người ta tìm kiếm ở trên Google, thì người ta gọi là SEO, đúng không ạ? Thì để được cái phần để tối ưu làm thế nào để người ta tìm kiếm đến cái trang website của bạn nhiều nhất hay là cái logo của bạn nhiều nhất thì các bạn cần phải tối ưu tất cả những này, có nghĩa các bạn cần phải mô tả hết tất cả những cái phần này. Ví dụ như là cái phần văn bản thay thế này các bạn cần phải viết là sinh web chẳng hạn, logo chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, còn cái phần mà tiêu đề này thì các bạn có thể giữ nguyên tiêu đề này, hoặc là các bạn có thể là tự viết thêm, hoặc là cái phần mà chú thích này thì các bạn có thể mô tả ra đấy, ví dụ như là sinh thiết kế web hoặc là cái gì đó, đúng không ạ? Đó thì các bạn có thể là tự cho nó khác nhau, đúng không ạ? Thiết kế web. Đó, sau đó các bạn có thể mô tả dài hơn đó. Còn đây thì cái phần mô tả này các bạn nên mô tả dài hơn. Như thế này thì Google sẽ rất là thích khi mà các bạn upload cái trang website của bạn lên thì người ta tìm kiếm cái trang website của bạn thì khả năng mà người ta tìm kiếm đến cái website của bạn nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều, cơ hội người ta tìm kiếm nhiều hơn rất là nhiều sau cái điều mà các bạn không tối ưu nha. Đó chính là cách mà các bạn cần phải tối ưu bất kỳ cái hình nào khi mà các bạn upload lên trên trang website của bạn nha. Okay, sau khi làm xong rồi thì các bạn nhớ một chỗ chọn này. Sau đó ở đây các bạn nhấn cho mình là bỏ cắt nha. Bỏ cắt, nếu mà các bạn nhấn vào cắt thì nó sẽ cắt một đoạn như này này. Đó, bây giờ mình nhấn vào bỏ cắt này. Đó, các bạn thấy các bạn đã có logo ở đây rồi. Nhưng mà ở đây các bạn thấy lại có cái chữ này, đúng không ạ? Lại có chữ này. Thì làm thế nào? Các bạn di chuột xuống chỗ này. Các bạn có thể click vào chỗ display title này. Các bạn thấy là cái chữ ở đây nó đã bị mất, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể là vào chỗ này cho to nhỏ này. Ví dụ mình cho to như này chẳng hạn. Hoặc là nhỏ như này chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể là tùy chỉnh tùy thích nha. Đó, ví dụ như là mình tùy chỉnh như này chẳng hạn, nó to như này, ok đúng không ạ? Tiếp theo các bạn chỉnh sửa cái icon này. Để chỉnh sửa được cái icon thì các bạn di chuột xuống như này, các bạn nhớ một cái chỗ chọn biểu tượng size này, sau đó các bạn chọn cái logo icon thôi, thì các bạn cần phải tối ưu tất cả những cái này cho chuột SEO nhé. Sau đó các bạn nhấn vào chọn này. Đó thì đến chỗ này các bạn nhấn vào bỏ cắt. Đó, ngay lập tức các bạn thấy thì cái icon các bạn đã có ở đây này, các bạn thấy này, nó đã thay đổi đúng không ạ? Đó, ok, đó chính là cách mà các bạn có thể thay đổi logo và logo icon nha. Sau khi làm xong rồi các bạn nhấn vào đăng này. Đó chính là cách mà các bạn có thể thay đổi cái logo ở trong cái trang website của bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa được cái phần header hay gọi là cái phần đầu của website đây này. Đó, khi các bạn click vào cái này chẳng hạn thì các bạn thấy ở dưới này nó sẽ ra một cái gọi là một cái phần mà các bạn thiết kế header. Đó, nó sẽ có cái phần mà thiết kế header ở đây. Thì đây, ví dụ như là các bạn thấy là cái logo đang ở bên tay trái, cái menu đang ở bên tay phải đó. Ví dụ trường hợp các bạn muốn là cái logo ở giữa và cái này cái menu ở giữa thì làm thế nào đúng không ạ? Thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần đây, các bạn chỉ cần bê cái logo vào giữa này. Đó, bê logo đây vào giữa, các bạn thấy logo nó đang nằm ở giữa rồi đúng không? Các bạn có thể bê cái menu này vào giữa cuối này, thả vào đây. Các bạn thấy ở đây các bạn đã có một cái menu ở dưới này rồi đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn có thể chỉnh sửa cái phần header này tùy thích theo ý của bạn nha. Hoặc là các bạn có thể cho logo vào đây, sau đó cho menu tích bên tay trái này đúng không ạ? Đó, các bạn thấy ạ. Đó, gần đây thì mình sẽ không thích như vậy, chẳng hạn mình qua lại chỗ cũ chẳng hạn, thì mình qua lại như này.
Đó chính là cách các bạn sửa nha. Nhưng mà trường hợp nếu mà mình thấy rất là nhiều website người ta có cái phần gọi là cái mạng xã hội trên này, nếu mà các bạn muốn có số điện thoại và có email ở trên này thì sao, đúng không ạ? Rất đơn giản, các bạn thấy có cái trên này có cái phần có cái thanh thứ ba, cái thanh đầu tiên trên này này, thì khi các bạn thấy có dấu cộng đây, các bạn click ở đây đó. Ví dụ các bạn cho muốn cho mạng xã hội chẳng hạn, thì các bạn nhấn vào chỗ social này, này. Đó, khi các bạn nhấn vào social các bạn thấy các bạn đã có ba cái icon social đây, đúng không ạ? Thì bây giờ nếu mà các bạn muốn sửa cái này thành cái khác thì sửa thành của các bạn thì sao? Thì các bạn di chuột vào đây, các bạn thấy có cái bút đây này, các bạn click cái bút. Đó, khi các bạn click cái bút thì ngay lập tức nó sẽ mở ra những cái mà icon nó xuất hiện đây. Đầu tiên thì của các bạn thì chắc nó chỉ có ba cái thôi nhá. Thì đây ví dụ như các bạn có Facebook chẳng hạn. Đó thì các bạn cho Facebook. Nhưng mà nếu các bạn muốn thêm những cái khác thì sao, đúng không? Các bạn muốn thêm là YouTube chẳng hạn. Thì các bạn click chỗ này này, các bạn chọn cái gọi là cái icon của YouTube. Các bạn có thể chọn này, ví dụ YouTube đây, sau đó mình nhấn vào Add Social Icon, thì các bạn thấy là mình đã có cái icon của YouTube ở đây, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn muốn người ta click chỗ này đến cái Facebook của bạn, hoặc là click chỗ này đến YouTube của bạn, thì các bạn nhấn vào đây. Ví dụ mình muốn click người ta click vào Facebook thì người ta đến cái Facebook cá nhân của mình, thì mình phải copy đúng cái gọi là cái URL, gọi là cái link profile của mình copy, ví dụ nha, mình ví dụ cái này là cái link profile của mình, sau mình qua lại này. Đó, sau mình paste vào đây, mình chỉ cần paste vào cái URL này thì ngay lập tức khi người ta click vào cái mạng xã hội của mình thì người ta sẽ đưa người ta đến cái profile của mình, đúng không ạ? Thì tương tự như vậy, các bạn nhấn vào cái chỗ YouTube này thì các bạn copy đúng cái link YouTube của bạn. Đấy, ví dụ như là cái link YouTube của mình, cái link YouTube của mình là cái này. Đó thì mình copy đúng cái này, sau mình qua lại đây, mình paste vào đây, thì bất kỳ ai đó click vào cái này thì người ta sẽ đưa, nó sẽ đưa người ta đến cái trang YouTube của mình như này, đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn có thể sửa cái social icon nha. Nhưng tiếp theo, trường hợp nếu mà các bạn muốn thêm số điện thoại hay là thêm email của các bạn vào ở trên góc trái này thì sao, đúng không ạ? Nó rất đơn giản, các bạn thấy đây có cái phần mà dấu cộng đây này, các bạn có thể click chỗ này, sau đó các bạn nhấn vào HTML này. Đó, khi các bạn nhấn vào HTML thì các bạn thấy ở trên này có một cái gì đó, sau đó các bạn click cái bút này. Đó, khi các bạn click cái bút thì đây đấy, đây là nơi các bạn có thể viết này, ví dụ các bạn viết là số điện thoại đây, sau đó các bạn cho 01234567 8 gì đó, đúng không ạ? Đó thì các bạn thấy các bạn đã có số điện thoại đây. Các bạn muốn cho email thì rất đơn giản, các bạn cho thêm email này, email này. Sau đó sinh acong@gmail.com, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Đó, các bạn cái này. Đó thì các bạn hoàn toàn có thể là cho email, số điện thoại ở trên này, đúng không ạ? Người ta có thể liên hệ các bạn, đúng không ạ? Đó, đó chính là cách mà các bạn thể cho cái gì đó vào trên này nha. Đó, tiếp theo này. Nếu mà các bạn muốn trên thanh này màu khác thì sao, đúng không ạ? Rất đơn giản. Các bạn muốn cái thanh này màu khác thì các bạn để click cái bút này này, click cái bút. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ design này. Sau đó các bạn thấy cái phần background này, các bạn có thể cho màu khác nhau này, các bạn thấy ạ. Nó màu khác nhau luôn, ví dụ các bạn muốn màu đỏ chẳng hạn thì ngay lập tức nó sẽ có màu đỏ như này, đúng không ạ? Hoặc là các bạn muốn nó màu hơi xanh, hơi tối. Ví dụ như là mình sẽ cho màu hơi xem này. Đó, ví dụ như này đi. Đó, ví dụ mình thích màu này chẳng hạn thì mình cho như này chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, còn nếu các bạn không thích thì các bạn qua lại, ví dụ mình không thích nữa mình qua lại chỗ này chẳng hạn, thì màu nó sẽ như này thôi, đúng không ạ? Đó, đó chính là cách các bạn thể sửa bất kỳ cái gì đó ở trên phần header. Đó, sau khi làm xong rồi thì các bạn nhấn vào chỗ đăng này. Đó, đó thì cái phần dưới này thì tương tự như vậy, ví dụ các bạn muốn thêm cái gì đó ở dưới này thì các bạn hoàn toàn có thể thêm vào. Đó, còn đây mình làm ví dụ như vậy thôi. Đó, đó chính là cách mà các bạn có thể sửa cái phần header trên này. Các bạn có thể nhấn vào cái chỗ này, các bạn chỗ hide này, nó giấu đi, hoặc là nó show lên này. Đó. Đó, đó chính là cách mà các bạn sửa header ở trên trang website nha. Tiếp theo làm thế nào để sửa phần footer, đúng không ạ? Thì các bạn di chuột xuống dưới này, các bạn thấy có cái phần footer ở dưới này, cái phần chân của website này. Đó, để sửa được cái này thì các bạn chỉ cần click cái bút thôi, các bạn thấy có cái bút đây. Click cái bút này. Đó, khi các bạn click cái bút thì các bạn thấy cái này nó đang bị mở ra như này. À, nó đang mở ra như này. Thì các bạn thấy là đây, có cái phần copyright này. Thì các bạn click cái chỗ copyright này, thì các bạn thấy có cái phần nó nằm đây, thì các bạn có thể là xóa đi hoặc là các bạn thêm cái gì đó, đúng không ạ?
Đó, còn cái thanh trên này này, ví dụ các bạn thêm cái gì đó trên này thì các bạn click cái này này. Sau đó có ví dụ các bạn thêm mạng xã hội chẳng hạn. Click đây thì các bạn thấy ngay lập tức nó đã có mạng xã hội đây rồi. Thì tương tự như vậy các bạn sửa mạng xã hội thì click cái chỗ này. Đó, sau đó các bạn thêm một cái gì đó, ví dụ các bạn thêm YouTube chẳng hạn. Đó, thêm YouTube sau đó nhưng mà add social icon này. Đó, có YouTube ở đây thì các bạn chỉ copy link, click chỗ này, copy link vào đây thì tương tự như cái phần trên. Đó, các bạn có thể chỉnh sửa cái phần footer này rất là dễ như này đúng không ạ? Đó, rất đơn giản như vậy. Còn cái phần ở trên này thì là cái phần mặc định ở trong một trang website rồi. Thì lúc mà các bạn tạo cái trang website, nếu mà các bạn thích không thích cái phần này thì các bạn có thể xóa đi thôi, đúng không ạ? Đó. Đó, ok. Sau khi làm xong rồi thì các bạn nhớ một cái chỗ đăng này. Đó, sau đó các bạn nhấn vào dấu ít này để thoát này. Đó, các bạn thấy các bạn đã có một cái thanh trên này. Đó, các bạn có menu đấy. Sau đó các bạn xuống dưới này, các bạn thấy đã có social icon đấy, đúng không ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp và chuyên nghiệp đúng không ạ? Đó. Đó, bây giờ các bạn đã có một trang website rất là đẹp và chuyên nghiệp rồi. Đó, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tùy chỉnh cái trang website của bạn ở trong điện thoại đúng không ạ? Làm thế nào để nhìn nhìn ở trong điện thoại nó đẹp và nhìn trong điện trong máy tính nó cũng đẹp đúng không ạ? Như các bạn biết thì bây giờ có hơn 50 cái lượng traffic vào trong website của bạn là từ trong điện thoại đúng không ạ? Bây giờ ai cũng dùng điện thoại thì bây giờ trang website của bạn thiết kế ra nó đẹp rồi nhưng mà không chỉ nhìn đẹp trong máy tính mà nó cần phải được nhìn đẹp trong điện thoại đúng không ạ? Thì để sửa được nó đẹp trong điện thoại thì các bạn nhấn vào các bạn di chuột vào cái phần sửa với Elementor này cho mình. Đó, các bạn nhấn vào sửa với Elementor. Đó, sau khi các bạn nhấn vào sửa với Elementor thì các bạn di chuột xuống dưới này có cái phần mà chế độ respond này, click chế độ respond đầu tiên là cái phần máy tính bảng này. Đó, các bạn thấy khi mà các bạn click máy tính bảng thì nó ra một cái gọi là máy tính bảng nó bé như này đúng không ạ? Đó, thì đây các bạn vào đây các bạn thấy cái chữ nào hơi to hoặc là hơi nhỏ thì các bạn có thể chỉnh sửa thôi. Ví dụ như là các bạn click chỗ này các bạn thấy là chữ này hơi nhỏ chẳng hạn thì các bạn click chỗ này. Sau đó các bạn nhấn vào kiểu. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ photography này các bạn cho to lên một chút chẳng hạn. Đó, ví dụ như này chẳng hạn. Đó, để nó to hơn một chút ạ. Còn nếu mà nó quá nhỏ thì các bạn lại cho nó hơi to một chút, nó hơi to một chút thì các bạn nên cho nó hơi nhỏ một chút chẳng hạn. Đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn có thể sửa trong này. Đó, tiếp tục dưới này thì các bạn thấy là có cái chữ nào hơi to hơi nhỏ không? Đúng không ạ? Để các bạn chỉnh sửa đúng không? Đấy, ví dụ như là chữ này là mình nên cho nó to hơn một chút chẳng hạn. Ví dụ như nhìn chung là nó đẹp rồi nhưng là mình làm ví dụ cho các bạn hiểu. Ví dụ như mình sẽ cho to như này chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, còn những cái thằng khác là ok đúng không ạ? Thằng khác ok. Đó, ok, đó chính là máy tính bảng này. Tiếp theo các bạn click chỗ này, sau đó click cho thiết bị di động này. Đó, các bạn nhìn vào thiết bị di động xem nó đẹp không? Đó, di chuột trên. Các bạn thấy là thiết bị di động thì chữ này nó hơi nhỏ đúng không ạ? Thì các bạn click chỗ này, sau đó nhấn vào kiểu này, sau đó nhấn vào cái này cho to lên một chút chẳng hạn. Đó, như này chẳng hạn. Các bạn muốn cái chữ này vào giữa chẳng hạn, nó to hơn, nó nhỏ hơn một chút chẳng hạn, cái chữ này nó hơi to đúng không? Nhưng mà kiểu này, đây, cho chữ nhỏ hơn một chút này. Đó, ví dụ các bạn muốn như này thôi chẳng hạn, đúng không ạ? Còn cái icon này nó quá to, các bạn muốn cho nhỏ hơn một chút thì vào đây. Đó, các bạn thấy, nó hơi to này. Đó, các bạn có thể là cho nhỏ bằng cách vào đây. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ này này. Ở chỗ này. Đó, các bạn cho nhỏ lại, các bạn thấy nó nhỏ dần rồi đúng không ạ? Đó, chỗ padding này cũng thế, các bạn nhớ vào chỗ padding. Đó, các bạn cho to nhỏ khác nhau ở trong cái phần này, này. Đó. Đó chính là cách mà các bạn thể chỉnh sửa trong cái phần này nha. Tiếp theo các bạn xuống dưới này, các bạn thấy có cái gì hơi to hơi nhỏ không thì các bạn chỉnh sửa đúng không ạ? Đó, còn nếu mà các bạn cảm thấy ok rồi thì các bạn nhấn vào đăng thôi. Đó, ví dụ mình cảm thấy ok rồi, cảm thấy là chữ này nó được rồi thì mình nhấn vào cái chỗ cập nhật này. Đó, sau đó mình nhấn vào chỗ xem trước thay đổi này. Đó, ok, đó mình đã chỉnh sửa xong này, mình đã chỉnh sửa trong thiết bị di động hoặc là trong máy tính này các bạn thấy này. Bây giờ mình di chuột vào này. Đó, nó di chuột khác nhau thì nó sẽ ra khác nhau rồi đúng không ạ? Nó đẹp rồi đúng không ạ? Đó, ok. Ví dụ như mình thích cái này rồi đi. Đó, mình thích cái này rồi. Thì tương tự như vậy các bạn sửa trang giới thiệu này. Các bạn sửa trang giới thiệu thì tương tự như vậy, các bạn chỉ cần nhấn vào chỗ sửa với Elementor. Sau đó các bạn di chuột xuống có cái phần mà chế độ respond là các bạn hoàn toàn có thể sửa như cái
bài mình hướng dẫn đây, có nhiều chế độ respond này, sau đó nhấn vào máy tính bảng này, sau đó các bạn chứ xem cái nào hơi to hơi nhỏ thì các bạn chỉnh sửa thôi. Tương tự như vậy cho tất cả các trang này. Đó, ví dụ trang này khá là ok đúng không ạ, trang này khá ok, không có cái nào quá to quá nhỏ đúng không ạ. Đó, sau khi kê rồi thì các bạn nhấn vào đăng, sau đó nhấn vào cái chỗ xem chất thay đổi này. Đó, thì tương tự như vậy cho tất cả các trang nha, tương tự như vậy cho tất cả các trang thì các bạn có thể là vào đây để chỉnh sửa giống như ý của các bạn nha. Còn đây thì mình đã đưa ra mấy khuôn mẫu cho các bạn rồi, thì mình nghĩ là mình cũng không làm từng cái để mất thời gian đúng không ạ. Đó, bây giờ các bạn đã hiểu cái mẫu của nó rồi thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa tùy thích theo ý của bạn đúng không ạ. Đó, mình qua lại trang chủ này. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo một trang website siêu đẹp và chuyên nghiệp rồi. Mình hy vọng là cái video này hữu ích và các bạn sẽ thích cái video này. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy giúp mình like và chia sẻ cái video nha. Mình cảm ơn các bạn. Ok, thế là các bạn đã hoàn thành một cái video dài rồi. Mình hy vọng là các bạn đã hiểu chính xác để tạo thành một trang website. Và bây giờ các bạn có thể tạo bất kỳ trang website nào mà các bạn muốn. Các bạn có thể tạo một trang website đẹp như của Apple, tạo một trang website như của VinFast hay là một số cái blogger nổi tiếng như là Giang ơi. Các bạn có thể tạo bất kỳ trang website nào như các bạn muốn. Mình hy vọng là cái video này hữu ích. Nếu các bạn thích cái video mình chia sẻ về thiết kế website và kinh doanh online trên kênh YouTube này thì hãy giúp mình like cái video này, đăng ký kênh YouTube và bật cái chuông bên cạnh. Mỗi khi mình upload một cái video nào đó thì các bạn sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy cứ để lại cái bình luận ở dưới cái phần video này, mình sẽ sẵn sàng trả lời các bạn. Mình cảm ơn các bạn và mình hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.